đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đấy, tiếp tục cái lô hàng Tết để các bác chuẩn bị đón Tết thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã đũa, đũa ăn cơm nhá. Đầu tiên thì là đũa cô gái Nhật này, đũa cô gái Nhật thì nó là dòng cao cấp rồi. Lên cho em là đũa cô gái Nhật, giá sẽ là 50k cho một vỉ đũa như này. Đấy, 10 đôi đũa cô gái Nhật nhá, hàng cực kỳ đẹp và cao cấp cho các bác luôn. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật nhá, đũa cô gái Nhật đây. Đấy, đũa cô gái Nhật giá sẽ là 50.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đũa ấy, đũa đen, đũa 7 màu này. Đấy, lấy một vỉ đũa đen đây, còn không? Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa 7 màu của bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cầm cả cái vỉ thìa đây luôn. Đũa 7 màu nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đũa 7 màu này. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi nhá, 5 đôi như này. Chất liệu của nó cũng là làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và rất là đẹp luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là đũa 7 màu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một vỉ 5 đôi nhá. 60.000 cho một vỉ 5 đôi. Đó. Lên cho em là đũa 7 màu. Đũa 7 màu này. Đũa 7 màu, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trên một vỉ 5 đôi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc. Đấy, thì con này một vỉ của nó sẽ bao gồm là 10 đôi đũa của Hàn Quốc. Đấy, cũng được làm từ sợi thủy tinh. Ở trên đầu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là bọc một cái đầu bằng mạ vàng như này nhá. Đấy, bằng inox và mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc hoặc là đũa Hàn Quốc là được rồi. Đấy, cũng làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 nhá, 35.000. Đấy, hàng rất chất lượng và giá rất hợp lý cho bác luôn. 35k cho một vỉ đũa Hàn Quốc như này. Đấy, ở đây thì hàng của Korea Hàn Quốc đây các bác này. Đấy, Korea nhá. Đây, Korea Hàn Quốc. Giá sẽ là 35k. Lên cho em là đũa Hàn Quốc, giá sẽ là 35.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em có cái dòng đũa của Đức nhá. Hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Đây, đấy. Hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi. Đây, inox 304 Winling hai hình người của Đức nhá. Đấy, một vỉ này của nó là 5 đôi. Giá thì sẽ là 55.000. Đấy, cái này thì dùng rất là vừa xinh các bác, dùng để mình ăn cơm gắp rất là gọn luôn nhá. Con này thì ưu điểm của các bác khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ không bị trơn trượt đâu, tại vì đầu của nó đã đánh nhám rồi, đánh nhám chống dính, chống trơn trượt rồi, rất là tốt luôn. Sạch sẽ, rửa nhanh khô, không bị bẩn, không bị nấm mốc nhá. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá sẽ là 55.000. Đó. Và lên cho em là đũa inox này. Đó. Đũa inox. Giá của nó sẽ là 55k. 55k trên một vỉ đũa inox bao gồm là 5 đôi như này nhá. 55.000 trên một vỉ 5 đôi. Đấy, đây là các cái mẫu đũa của bên em. Thì bên em đang có 3-4 mẫu đũa như vậy. Các bác có thể xem tham khảo và alo đặt mua. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút nhá. Thước rút tự hãm. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, Japan các bác này. Đấy, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Có cho các bác là dòng 5m và 7m rưỡi này. Đấy, 5m, 7m rưỡi. Đây, dùng rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Thước rất là chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy. Rút ra nó tự hãm này. Các bác nhả thì nó vào và rút ra nó tự hãm thì rất là tiện. Đấy các bác thấy không? Rất tiện luôn. Đó. Ưu điểm của nó là rút ra nó sẽ tự hãm như này thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy thì cái con 5m này thì sẽ là 40.000 và con 7m này thì sẽ là 50.000 nhá. Con này là 40k này. Đấy, 40.000 và con này thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Con này là 40.000 nhá. Đấy, 40k. 40k cho con thước 5m thế này, hàng của Nhật này. Con này thì sẽ là 7m rưỡi là 50.000. Giá khá là rẻ luôn nhá. Giá khá là rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói của Nhật này. Đấy, bộ dao sói của Nhật. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. 100k cho một cái bộ. 100k cho cái bộ dao sói như này. Đấy. 100k cho cái bộ dao sói như này các bác này. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao, 2 kéo, à 1 kéo và 1 cái nạo. Siêu rẻ luôn các bạn, siêu rẻ luôn. Bộ này em phải nói là hàng Nhật nhưng mà giá cực kỳ là sinh viên luôn nhá. Đấy, đây em sẽ test thử em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy, dọc giấy cho các bác xem. Đây, đây các bác nhá. Đó. Đây, các bác này. Đấy, dao siêu bén luôn các bác thấy không? Đây, đấy, dao siêu bén luôn nhá.
xạ chưa. Đó, đây các bác này. Đấy. Dao siêu bén luôn nhá. Đấy. Dao rất là bén luôn. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một con dao lọc dài như này, lọc dài như này. Hàng của Nhật này, đấy toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, tiếp theo là một con dao thái dài như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình bổ dưa này. Đấy, bổ dưa rồi nói chung là bổ các loại hoa cả, nó dài này bổ rất là thích luôn. Đó, hết quả dưa luôn nhá. Đánh nhám chống dính và có dập vân như này nhá. Đấy, tiếp theo là một con dao bản to này. Con này thì các bác dùng để thái rau này. Đấy, thái rau thái thịt này, rất là bén luôn nhá. Thái rau thái thịt này. Tiếp theo con này thì các bác dùng để mình gọt hoa quả này các bác này. Đấy, gọt hoa quả nhá. Đấy, rất là sắc luôn. Đấy, dùng để gọt hoa quả này. Đấy, tiếp theo là sẽ có cho các bác là một kéo này. Một cái kéo này nó sẽ là dòng kéo đa di năng luôn nhá. Đấy, thứ nhất là các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này, rồi mở nắp chai đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, và sẽ có cho các bác là một cái nạo này, một cái nạo rất là sắc luôn để mình nạo hoa quả rồi nạo các loại củ quả nhá. Đấy, thì combo cho các bác là bao gồm 6 món như này. Em lên tên nó sẽ là bộ dao sói nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao sói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Giá không thể tin nổi luôn nhá. Không thể tin nổi luôn. Giá sẽ là 100k cho bộ dao sói như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao sói này, đó. Dao sói. Bộ dao sói nhá. Bộ dao sói giá sẽ là 100k. Bổ hoa quả các thứ cực kỳ là ngon luôn. Đó. Rất là ok luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này, thép SK5 không gỉ các nhá, thép SK5 không gỉ. Rất là ngon cho các bác luôn. Đó, thép SK5 không gỉ sáng bóng đẹp này. Đấy, Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá, thép SK5 nhá. Con này thì giá bên shop bán chỉ có cho các bác là 35.000 một chiếc này thôi. 35.000 cho một chiếc kéo bếp vàng như này, giá sẽ là 35k. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. 35k cho một cái kéo bếp vàng như này nhá, 35k. Đấy, còn các bác mua 3 chiếc nhá, mua 3 chiếc combo 3 chiếc sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 3 cái nhá, bằng 3 cái. Còn mua lẻ thì sẽ là 35.000 nhá. 35k một chiếc như này. Lên cho em là kéo bếp vàng các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao, các bác lên mã giúp cho em đó là dao lượn sóng nhá, dao lượn sóng. Con này là 40.000. Con này thì các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả hoặc gọt hoa quả rất là ok, đặc biệt là thái hoa quả để mình thái các loại rau củ để mình sử dụng mình nấu thì nó tạo ra cái hình vân sóng như này thì nó rất là đẹp mắt và ưa nhìn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con dao lượn sóng như này là 40k nhá. Lên cho em là dao lượn sóng 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Con này sẽ là 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa inox 50.000. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đấy. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con kéo tỉa inox này thôi. Đấy. Hàng của Nhật đây, chất lượng Nhật Bản các bác này, Japan này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox. Inox sáng bóng không gì luôn. 50k. Đấy, hàng nội địa của Nhật toàn bộ chữ Nhật hết này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bình. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đây nó sẽ là một con bình rất là đẹp như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 1 lít, rất là vừa xinh. Đấy, inox sáng bóng này, Su 315 nhá. Đây Su 316 này. Đấy, inox sáng bóng, giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh cho các bác luôn. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời. Có lưới lọc như này các bác dùng để pha trà, pha cà phê. Đấy, ưu điểm của nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác cả quai sách như này nhá, cả quai sách như này. Quai sách như này các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi chơi nó rất là tiện. Đấy, và thân vỏ của nó thì rất là đẹp này, màu inox sáng bóng như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Rất rẻ các bạn. Đấy, một con bình đẹp như này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp mà giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con bình thể thao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái mã này nó là bộ 5 nồi à. Bộ nồi 5 món nhá. Đấy, bộ nồi bao gồm 5 món như này. Hàng thì cũng vừa xinh,
không dày không mỏng, vừa xinh cho các bác sử dụng. Và ưu điểm của con này là rất là nhỏ gọn nhá, rất là nhỏ gọn. Con to nhất thì đường kính là 24 cm, đấy, to nhất là đường kính là 24 cm. Và các bác cứ từng nồi nào thì vung đấy, nồi nào vung đấy như này, nó rất là tiện. Đấy, cứ nồi nào vung đấy cho em, nồi nào là có vung đấy luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 món nhá, 5 món. Đây. Đấy, nồi nào vung đấy này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy này, nó sẽ bỏ lọt vào nhau được nhá. Đấy, nồi thứ hai này, tiếp theo đến cái nồi thứ ba này, đấy, nồi thứ ba nhá. Đấy, có nắp đậy đàng hoàng. Đấy, tất cả đều có nắp đậy hết. Đấy, và bỏ vào nó rất là gọn như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Bộ nồi 5 món như này, 5 chiếc. Giá thì chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k, 140.000 cho cái bộ nồi 5 món như này. Khá là tiện dụng luôn, để các bác sử dụng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc nhá. Con này thì em không khuyến khích các bác đun nấu đâu, tại vì đun nấu con này thì cái đít nó hơi bị mỏng một chút thì sợ các bác đun nấu nó sẽ bị bén, nhưng mà mình chuyên để chế biến thực phẩm, đựng thực phẩm, thức ăn là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Đấy, máy thái rau bằng tay giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con máy thái rau bằng tay như này. Đấy. Thì đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay công như này nhá. Các bác dùng bằng tay thôi chứ không phải bằng máy đâu. Đấy, sử dụng là bằng tay. Các cái bộ lưỡi như này các bác lắp vào. Đấy, lắp cái bộ lưỡi vào đây cho em. Sau đó thì lắp cái tay công vào đây là mình vặn mình sử dụng thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho cái bộ máy thái rau như này. Đấy, đây. Máy thái rau bằng tay nhá, sử dụng bằng tay. Giá sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động nhá. Đấy, nhưng mà trước tiên thì em sẽ lên cái giá cho các bác tham khảo. Máy thái rau này, máy thái rau bằng tay nhá, thái bằng tay giá sẽ là 100k tròn nhá. Trước em đang bán 80.000, đợt này về nó sẽ cao cấp hơn một chút thì sẽ là 100.000. Đây các bạn này. Của chị em nổi trội nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Rồi, ok. Hãy tham khảo link bên. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì Phạm Mẫn lại tiếp tục quay trở lại giới thiệu các cái mã hàng của bên shop. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Đây nó sẽ là con bẫy chuột rất là tiện lợi. Khi sử dụng thì các bác ấn đều hai tay này cho em này. Ấn đều hai tay cho bẫy mở này. Đó, và các bác chỉ cần chạm nhẹ này thôi là con chuột sẽ sập bẫy luôn nhá. Rất là mạnh thôi nhá, rất là mạnh luôn. Đó. Thì con này rất là tiện và giá thì chỉ có 15 cành thôi. Dùng thì cực kỳ là an toàn nha các bác, chỉ cần nhấp đều này cho em này. Nhấp đều này cho em. Đó, và khi mà con chuột nó chạm vào bẫy là nó sẽ bị sập nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 15k cho một con bẫy chuột thông minh như này nhá. 15k. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, giá sẽ là 15.000 thôi nhá. 15.000 một chiếc. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là này, bên shop tiếp tục về cho các bác cái kìm tuốt dây nhá. Kìm tuốt dây các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng luôn. Hàng của thương hiệu Fuka này, Fuka của Nhật đây. Đấy, Fuka Japan qua này. Đấy. Thì con này rất là tiện ích nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tuốt dây này, bấm cốt này. Đấy, tuốt dây bấm cốt rồi là tuốt các cái phần dây ra làm đôi này, ra làm tư này, đều ok hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kìm tuốt dây như này, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một con kìm tuốt dây như này. Đấy, và đây nó sẽ có tuốt dây từ 0.8 đến 3.2 mm nhá, 3.2 mm. Thì bác nào làm thợ điện là bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện. Hàng nội địa của Nhật, thép trắng không gỉ này. Quai kiếc cán cầm của nó rất là chắc chắn luôn, cao su êm ái này. Các bác dùng thì nó rất là đa di năng, dùng để tuốt dây điện, các bác làm thợ làm nghề xoắn dây này, hoặc là dùng để cắt dây giết các thứ, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đây, có cái phần cắt dây ở đây. Đấy, dùng để xoắn rồi cắt dây các kiểu con là điều luôn. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là kìm tuốt dây nhá, kìm tuốt dây. Giá sẽ là 95k. Đó. Các bác lên cho em là kìm tuốt dây này. Đấy, kìm tuốt dây. Kìm tuốt dây nhá. Đấy, kìm tuốt dây giá của nó sẽ là 95k một chiếc nhá. 95.000 một chiếc kìm tuốt dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
hộp 5 đũa. Đấy, các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đấy, đũa inox một hộp này bao gồm là 5 đôi. 5 đôi đũa inox này, hàng của thương hiệu Nguyên Linh hay người của Đức này. Hộp này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55k cho một hộp như này. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi năm đôi đũa inox như này nhá, năm đôi đũa inox như này, rất tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là đi 55.000 thôi, 55.000. Đấy, lên cho em là đũa inox nhá, giá sẽ là 55k đó. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k trên một hộp nhá, 55.000 trên hộp 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy, các bác lên cho em là con máy máy sấy đũa nhá. Ở đây nó sẽ là một con máy sấy đũa như này các bác. Đấy. Con này các bác chuyên dùng để mình sấy đũa. Rất là ok. Ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái chân cắm ấy rồi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đây nó sẽ là cái khay để đựng nước này, khay đựng nước đây. Khay đựng nước thừa ở đây, rất là tiện nhá. Và các bác chỉ cần mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Mở cho em cái nắp này ra nhá. Đấy thì mình dắt đũa ra tiếp vào đây. Và ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái miếng dán luôn. Miếng dán này để các bác dán lên tường nhá. Đấy em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con máy sấy đũa này thôi. Đấy, mùa đông mùa nồm ẩm các bác nên dùng con máy sấy đũa này, rất là tiện ích nhá. Lên theo là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k. Đấy đây sẽ có video thực tế luôn. Mốc không, nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sóng khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc AC, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm, đảm bảo chất lượng và uy tín. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy nhấp vào góc trái màn hình để mua ngay máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV nào. Bạn có biết rằng đũa thìa là nơi ẩn chứa nhiều sóng khuẩn, côn trùng và nấm mốc không? Nếu bạn không sấy khô và khử khuẩn đũa thìa sau khi rửa, bạn có thể gặp nguy cơ mắc bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy bạn cần gì để giải quyết vấn đề này? Hãy để máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV giúp bạn. Máy sấy đũa, máy khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV là sản phẩm tiện lợi, an toàn và hiệu quả. Máy có thiết kế gọn gàng, sang trọng, có thể treo ở mọi không gian. Máy có chức năng sấy khô và khử khuẩn đũa thìa bằng tia UV, giúp loại bỏ sóng khuẩn, côn trùng và nấm mốc. Máy còn có đèn LED xanh giúp bạn dễ dàng nhận biết trạng thái của máy. Máy có dây sạc AC, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Máy còn có bảo hành 1 năm. Đấy, rất là tiện ích nha, mà giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con máy sấy đũa này thôi. 100k nha, rất tiện ích luôn và rất ngon lành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng massage các bác nhá. Đấy, súng massage thì đây nó sẽ là một con súng như hình khẩu súng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. 170.000 cho một con súng massage như này nhá. 170k. Đó, 170k cho một con súng massage này nhá. 170.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Đấy, thân máy nhá, lõi của nó là lõi bằng đồng nhá, động cơ không chổi than này. Đấy, và các bác lắp các cái đầu massage vào chưa? Đấy, giữ lì này là máy sẽ chạy nhá. Tắt bật là phải giữ lì nhá các bác. Máy chạy cực kỳ được luôn các bác. Dùng rất là mạnh luôn. Đây cấp độ 1 các bác có thể đẩy cấp độ lên này. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Các bác có thể dùng để bắt xa các cái bó cơ này, bắp tay, bắp chân này. Con này thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá, các bác càng nhấn mạnh thì nó sẽ là càng rung mạnh. Còn các bác bỏ ra thì nó sẽ lại rung nhẹ nhá. Đấy. Thì mình có thể dùng để massage cổ, vai, gáy rồi dây thần kinh, đấy, lưng. Và có kèm cho các bác là 4 đầu massage và một cái cáp sạc như này nhá. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đấy, lên cho em là súng massage nhá, nó hình khẩu súng như này. Cho nên là bên em gọi nó là súng massage. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 một em này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ vít đây. Một cái bộ vít như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho cái bộ vít như này các bác. Đấy. Bộ này thì bên shop lên nó sẽ là bộ V46 nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này. 20 đầu vít này rồi đầu khẩu rồi tay công các kiểu con đà điểu luôn. 20 đầu vít này, 10 và đầu khẩu từ 4 đến 14 này rồi các cái chi tiết khác nữa. Nói chung là bộ này thì tha hồ thoải mái cho anh em các bác sử dụng làm thợ làm nghề hoặc là sửa chữa lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. Giá không tin nổi luôn. Đấy, tay công, tay lắc, tay nối dài đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Đây nó sẽ có cho các bác là đây, đây em sẽ cho các bác xem này. Đây nó sẽ là một con tay công như này nhá. Tay công như này các bác này. Đấy. Tay công này thì các bác có thể dùng để lắp khẩu này hoặc là lắp vít đều được này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn các bác nhá. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, rất là tiện này. Đấy, lắp khẩu cũng được mà các bác
lắp vít được, lắp vít được. Đấy, rất là ok. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay kiểu tay vít như này. Cái tay vít này rất là tiện này, các bác có thể lắp cái tay vít này mình dùng trực tiếp luôn. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là tay nối dài này, tay nối dài và tay ngoắt nhéo này. Tay này có lò xo ngoắt nhéo này. Đấy, rất là đa di năng luôn nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái món như này, đầy đủ khoảng 45 46 chi tiết cho các bác luôn. Mà cái giá thì bên shop đang thanh lý cho bác giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là bộ V46 nhá. Bộ V46. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy. V46 giá sẽ là 130k. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. V46 này 130k. Không để tin nổi luôn. 130.000 trong cái bộ vít thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Cưa lách này. Hàng của thương hiệu Fukuoka của Nhật này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một con cưa lách như này nhá. 50.000. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành này. Đấy, rất là tiện luôn. Cưa lách giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ này. Đấy, đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Con này thì các bác chuyên dùng để thái thôi. Bản của nó thì khoảng 8 cm nhá, chiều dài thì khoảng 30 cm. Đây, siêu bén luôn. Các bác có thể dùng để thái này. Đấy, rồi gọt hoa quả cũng được, thái gọt. Và con này thì rất là vừa sinh, nặng khoảng 2 lạng, nặng khoảng 2 lạng nhá. Vừa sinh, thái thì cực kỳ là ngon luôn. Hàng đánh nhám chống dính này, nội địa của Nhật này, made in Japan nhá. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ này. Dao thái nó có lỗ cho nên lên cho em là dao thái lỗ 125k. 125.000, đấy nó có lỗ này. Đấy, cho nên là em gọi nó sẽ là dao thái lỗ nhá, rất là ngon luôn. 125.000 cho một em dao thái lỗ như này, rất tiện ích nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về với bác dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy thì nó vừa là phích để giữ nhiệt, vừa là dùng để làm ấm siêu tốc đun sôi luôn. Đấy, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, hàng thương hiệu Cucu nhá. Hàng thương hiệu Cucu, dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Đấy. Có giữ nhiệt cho các bác luôn nhá, giữ nhiệt cho các bác luôn và nó tự động ngắt nhá. Đấy, các bác cứ đặt lên khay này cho em là xong. Khi nào mà sôi là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, và có giữ nhiệt luôn. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000 cho mấy em phích đun sôi như này. Đó, phích đun sôi nhá. Vừa là giữ nhiệt vừa là ấm siêu tốc luôn thì nó rất là tiện. Đấy, nó sẽ là hai chức năng cho các bác luôn. Các bác chỉ cần đặt lên như này cho em là xong. Đó. Và lúc nào mà sôi nó sẽ tự ngắt, còn lại là nếu mà các bác không muốn để thì các bác bỏ ra, lúc nào mình cần nóng thì là mình đặt vào, không có thì mình bỏ ra nhá. Giá sẽ là 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Lên cho em là phích đun sôi, giá sẽ là 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cái bộ máy rửa xe nhé, bộ máy rửa xe giá thì chỉ có 290.000 thôi. Máy rửa xe chạy bằng pin này thì đây sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vòi này. Đấy, dây dài khoảng từ 3-5 mét này, rồi cái này nó sẽ là đầu vòi xịt tuyết này. Đấy, một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá các bác nhá. Đấy, một thân máy này, một thân máy như này. Đấy, một thân máy, một cáp sạc này và một viên pin nhá. Một thân máy, một cáp sạc, một viên pin. Đấy, các bác theo. Đấy, đây đã có test nước, ok ngon lành này, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Một thân máy, một cáp sạc, một viên pin, đầy đủ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho các bác là 290.000 thôi nhá. 290.000 cho một cái bộ máy rửa xe pin như này nhá. Lên cho em là rửa xe pin này, máy rửa xe pin này, rửa xe pin, giá sẽ là 290k. Ngoài rửa xe các bác có thể dùng để mình tưới cây rồi làm mọi việc đều được nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng theo các cái công dụng như là khởi động lại động cơ này, đấy, nới lỏng các cái phần bộ phận đã rỉ sét này, rồi làm ngưng tiếng kêu phát ra này, là bảo vệ kim loại chống rỉ sét ăn mòn. Đấy, rất nhiều chức năng cho một cái chai như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Nippon và được nhập khẩu và phân phối bởi các cái tập đoàn của Australia các bác nhá. Australia này các bạn này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai xịt RP7 như này.
có lên cho em là xịt P7, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một chai xịt P7 như này các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay chữ nhật các nhá. Đấy, khay chữ nhật con này thì bao nhiêu nhỉ, giá của nó sẽ là 30k cho một khay chữ nhật như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là đi 3 đến 400 ml thôi nhá, 3 đến 400 ml. Đấy, và nó có nắp nhựa như này thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn, đồ uống rất là ok. Thì có thể dùng để mang đi học, đi làm này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng ở nhà, đựng vào tủ lạnh, bỏ tủ lạnh, hoặc là các bác mang đồ ăn thức uống bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, có nắp đậy cho các bác luôn thì rất là tiện ích. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy, khay chữ nhật này. Khay chữ nhật. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k cho một là cái khay chữ nhật này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con dao. Đây, đây nó sẽ là một cái dòng dao Thái của Đức nhá. Con dao Thái Đức này bao nhiêu đấy? 130 à? Các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000, con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40 cm. Đây, hàng made in Germany này, hàng của Đức cực kỳ là ngon luôn. Đó. Em sẽ dọc giấy cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Lấy cho anh tờ giấy này. Xé cái quyển này. Tờ quyển móng ấy. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem các bác này. Đấy, con này dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dao thì siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, con này, đấy các bác theo. Đấy. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn nhá. Đó. Các bác theo. Đây, rất là bén luôn. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm, tầm khoảng 35-37 cm, rất là dài luôn. Các bác dùng để thái lọc phi lê, hoặc là các bác dùng để mình gọi là bổ hoa quả các thứ, bổ dưa hấu thứ nhất là rất là đầm tay luôn. Đấy, hàng thương hiệu Quyên Linh hay hình người của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhé. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k. Dao Thái Đức này giá sẽ là 130k nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao chặt Đức nhá. Đấy, dao chặt Đức đây. Đấy, con này thì dao chặt Đức này. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000, hàng của Đức, cân nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây. Đấy, chiều dày của nó vào khoảng từ 3 đến 5 ly, rất là dày luôn. Hàng liền thân như này nhá, liền thân này có đánh nhám chống dính này. Cũng hàng thương hiệu Quyên Linh của Đức luôn. Đấy, made in Germany nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 150k. Các bác lên theo là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức 150k cho một em dao chặt Đức như này. 150.000 dao chặt Đức như này nhá. Con này thì chặt cực kỳ là đầm tay luôn. Có phần quai treo này, có phần để các bác dằn thịt này. Đó, rất là ngon lành như này. Con này thì lên cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con mã dao chặt Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Có cho các bác thêm một cái mã dao gọt đây. Con dao gọt này thì giá của nó sẽ là hàng made in Germany, cũng của thương hiệu Quyên Linh luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con dao gọt như này. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Gọt Đức giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. 60.000 cho một em dao gọt Đức như này. Con này thì siêu bén luôn, chiều dài của nó khoảng 20 cm nhá. Đấy, rất là bén luôn này các bác này. Đó, rất là bén luôn. Chiều dài khoảng 20 cm và nó là dòng liền thân nhá. Đấy. Nó là dòng liền thân luôn thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo bị bong chốc nhá. Đấy, tất cả đều là đúc liền hết, và cái này của nó thì nó sẽ là đánh nhám để các bác cầm nó khỏi trơn trượt. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì rất là ngon luôn, gọt hoa quả rất tuyệt vời luôn. Chuyên dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác gọt đồ ăn. Đấy, làm đồ ăn, chế biến đồ ăn rất là ok. Gọt Đức 60.000 này. Đấy, 60.000. Giá thì các bác có thể mua theo combo hoặc là mua lẻ cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Các bác lên cho là cọ vịt này. Thì con này nó sẽ là một cái dòng chổi rất là đa di năng luôn. Mình dùng kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán như này, về nhà các bác dán vào tường cho em. Đấy, dán vào tường, sau đó thì mình đeo vào như này là xong này. Bóc cái miếng dán này ra, dán vào tường, đeo vào cho em là xong. Ở đây nó sẽ là một cái phần đầu chổi như này. Về nhà các bác lắp ở đây cho em, lắp ở đây nhá. Con này thì các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ này, kỳ cọ này, đánh này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là vệ sinh và tiện. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em là xong. Đó, nó tháo ra cho nó vận chuyển cho nó gọn. Và về nhà các bác để thì mình sẽ dán lên tường, mà mình để vào đây là nó sẽ sập vào này. Đấy, có miếng dán cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 60 cành cho một cái chổi cọ vịt như này thôi. Lên theo là cọ vịt nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Cọ vịt 60.000. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng chổi như này các bác này. Đấy. Mình chỉ cần cho dầu vào, sau đó thì mình kỳ cọ các cái phần như là các cái khe kẽ, nó rất là tiện. Đấy.
Và ưu điểm của nó là về nhà các bác có thể dắt lên tường được này, nó rất là gọn. Đấy, dắt lên tường luôn. Nó rất là gọn, các bác không phải để chỗ khác nó bẩn thỉu, nó nhếch nhác. Đấy, dắt lên tường thì các bác vệ sinh những cái nền nhà này nhấc nó rất là ok luôn. Đấy, kỳ cọ đa ngóc ngách luôn. Rất là tiện ích nhá. Đấy, dắt lên tường rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Trước em đang bán là 60.000 đợt này về cho bác giá 55k nhá. 55k. Lên mã giúp cho em là chổi cọ vịt nhá. Giá sẽ là 55.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bật lửa cây nhá. Đây nó sẽ là một con bật lửa như này. Nó sẽ có sẵn ga cho các bác luôn. Đó, sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật thôi. Đó. Và có điều chỉnh cho các bác là cái lẫy khóa nhá. Về nhà các bác bật thì phải đẩy cái lẫy khóa này cho em này, cái lẫy khóa này đẩy ra thì mới bật được nhá. Đấy, còn bình thường khi em vận chuyển đi là nó sẽ khóa này để tránh cái việc là cháy nổ nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây thì nó sẽ là các bác về các bác bơm ga vào cho em. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Con này thì nó sẵn ga rồi, về nhà các bác dùng hết thì bơm ga vào thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước dây rút nhá. Đó, thước dây rút. Con này thì nó sẽ là dòng bao nhiêu mét đây nhỉ? 20 mét. 20-30. Dòng này của nó sẽ là 30 mét nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Đang bán 140. Đặt này về cho bác giá là 120.000, thanh lý lỗ cho các bác luôn nhá. Thước dây 30 mét, 120k. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 30 mét. Dây của nó là dây vải nhá. Dây vải và có bọc cao su non. Thì dây vải nó sẽ chống đứt, chống giãn. Và bọc cao su non để nó khỏi ngấm nước, khỏi bị mục nát này. Đấy, chiều dài của nó là 30 mét nhá. Đó, đây, số to rõ ràng rất là đẹp luôn. 30 mét tơ này, các bạn này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về để mình đo đạc rồi nói chung là sử dụng rất là tiện ích. 120k cho một cái thước rút như này. Đấy, lên kèm là thước dây rút, giá sẽ là 120.000 nhé. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 120k. Thanh lý nốt cho các bác, giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Cái này thì là dòng không có cút nối. Thanh lý nốt cho bác giá 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhé. Còn cái dòng có cút nối thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, có cút nối thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em còn hai cái khóa quá này. Đấy, hai cái khóa. Khóa số loại nhỏ này. Con này thì nó sẽ là bằng khoảng ngón tay cái như này nhá. Bằng ngón tay cái như này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc. Còn hai chiếc nữa nhá. Đấy, các bác dùng để khóa vali hoặc là khóa cổng, khóa cửa cũng đều được. Đấy, 20.000 một chiếc. Đó, khóa bằng khóa số nhá. Con này thì nó sẽ là dòng to này. Con này thì nó sẽ là bằng gần 3 ngón tay như này. Gần 3 ngón tay này các bác này. Đó, đây. Thì con này các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc này. Còn hai chiếc nó thanh lý nốt này. Tiếp theo thì bên shop còn một cái kéo cắt cành kéo cành cam này. Đấy, kéo cành cam đây. Con này thì các bác dùng để mình cắt cành các thứ này. Con này em đang bán là 70.000. Đấy, con này thì em để nó đang bị rỉ, về nhà các bác chỉ vệ sinh qua cho em là xong. Đó. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 30.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Còn hàng đẹp nguyên túi, nguyên đai, nguyên kiện thì sẽ là 70.000 nhá. Con này thì em để quá lâu rồi cho nên nó hơi bị rỉ một chút. Về nhà các bác có thể mình vệ sinh đi cho em là ok. Thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa các bác nhá. Đấy, cái búa thì các bác lên mã giúp cho em đó là búa A2 to. Con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Đấy, con này sẽ là búa to. Sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000 cho con búa A2 to này các bác nhá. Đấy, 130k. Đó. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đấy, 90.000 cho con 80.000. 80.000 cho con A1 nhỏ này nhá. A1 nhỏ này sẽ là 80k. Đó, các bác lên cho em là A1 này. A1 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con A1 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là A2 to này. A2 to, giá sẽ là 130k nhé. 130.000. Con này thì nặng khoảng là đi 3-4 lạng. Còn con này thì nó sẽ là nặng khoảng con này thì nặng khoảng 5-6 lạng nhé. 5-6 lạng. Con này, con nhỏ này thì chiều dài khoảng 25cm. Và con to này chiều dài khoảng là 30cm. Đấy, tất cả của nó đều là cái dòng có gọi là cán bằng thép và có cao su để cầm khỏi trơn trượt nhé. Hàng thương hiệu Asahi này, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhé, bộ lục giác giá thì sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác như này, 90k, hàng của thương hiệu Tajima này. Tajima made in Japan, hàng nội địa của Nhật, bộ lục giác 7 màu, giá sẽ là 90.000, bao gồm là 9 cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 cây, kích thước của nó là từ 1.5 đến 10 nha, từ 1.5 đến 10. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu 90.000 thôi nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái bộ gọi là bộ hoa thị đây. Bộ hoa thị này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bộ hoa thị như này thôi. Đấy, 70.000 cho bộ hoa thị như này nhá. Đấy, cái bộ hoa thị này thì nó sẽ là các cái đầu hoa thị như này, 2 4 5 cũng có 9 cây đầu hoa thị như này nhá. Thì các bác dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Lục giác là riêng và hoa thị là riêng nhá, chứ không phải là lục giác hoa thị đâu. Đấy, nhiều bác lại cứ nhầm lẫn như vậy. Bộ lục giác là nó là 6 cạnh, còn bộ hoa thị thì nó là dòng múi hoa thị. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xay tiêu này. Còn một ít nữa Thanh lý nốt cho bác, giá là 30.000 cho một cái xay tiêu như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra cho em này. Các bác cho hạt tiêu, cho các cái loại hạt vào đây, sau đó thì mình xay như bình thường nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu này thôi. Các bác xay thì cái tiêu nó sẽ, khi xoay thì mình sẽ xoay như này, và cái phần tiêu nó sẽ rơi xuống nắp này là mình sử dụng thôi. Ăn đến đâu xay đấy, còn các bác cứ để hạt trong này bình thường. Đó, ăn đâu xay đấy rất là tiện. Lên cho em là xay tiêu nhá. Giá thanh lý cho bác cái giá đó là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. 30k các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao thái lỗ nhá. Đây. Con này thì dao thái lỗ này. Con này thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con dao thái lỗ như này, hàng nội địa của Nhật đây. Rất tiện ích các bác này, made in Japan nhá. Đó, nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Giá của nó sẽ là 125.000 nhá. Bên kia là dao thái lỗ 125k nhá. Dao thái lỗ này nó có cái lỗ 125k. Con này thì các bác chuyên dùng để thái rất là ngon luôn, thái gọt này, có lỗ như này, có đánh nhám chống trơn trượt này, hàng nội địa của Nhật, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, và chiều dài của bản này thì nó vào khoảng là 5-6 cm, thì các bác có thể dùng để mình thái rất là tiện. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên shop tiếp tục về cho bác cái lô dây điện hàng Nhật bãi nhá, hàng Nhật bãi. Con này thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá, và giá thì đợt này bên shop về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, trước em đang bán là 195.000. Đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn là 170.000 cho một quận dây điện vàng như này thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 một quận như này. Chiều dài của nó thì khoảng từ 20 đến 30 mét nhá, khoảng từ 20 đến 30 mét. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì nó sẽ là dòng dây 1.5. Dây 1.5 nhá. Đấy, dây của nó sẽ là dây 1.5 và có cho các bác là 1 2 3 4 5 ổ cắm như này. Đấy, dây rất là ngon cho các bác luôn, dây thì dây siêu mềm luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Lên mã cho em là dây điện vàng 170.000. Tiếp theo lấy thanh lý tiền số đi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ của hàng quân đội Mỹ nhá. Đây, US các bác này, US hàng quân đội Mỹ. Đây, American các bác này. Đấy, United American. Đó, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì không phải bàn các bác này. Đấy, đập phá thoải mái cho các bác luôn. Đấy, đập thoải mái luôn các bác nhá, không hề hấn gì nhá. Đó, rất chắc chắn ngon lành luôn đây. Các bác. Đấy. Đấy, cầm theo. Đây em đập hai con vào nhau nhá, rất ok luôn. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái lưới như này. Thì các bác có thể độ trực tiếp hoặc là mình có thể bọc thêm cái lưới này vào cũng ok luôn nhá. Đấy, các bác có thể bọc thêm cái lưới này vào cho em này. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 này. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Đấy, con này đội cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó. Có lên cho em là mũ lưới nhá. Đấy. Mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k một chiếc nhá. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Con này thì rất là đẹp, tiện dụng luôn. Đây. Ở bên trong của nó thì nó sẽ là một cái lớp dù lót như này để khi các bác đội nó không chạm đầu vào mũ và nó không bị nóng.
đấy, khóa chiếc của nó thì rất là ngon luôn. Con này các bác có thể đội làm mũ bảo hiểm cũng rất là ok nhá. Đó, rất là xịn sò chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cây tẩy xanh nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi này. Đấy, tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh ô tô hoặc là thân vỏ ô tô cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, nó giúp tẩy sạch các bác này. Đấy, thân vỏ ô tô. Đấy, thì giúp cho các bác làm sạch các cái vết xước nhẹ nhá. Rất là tiện ích luôn. Bên mã giúp cho em là tẩy xanh, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn các bác nhá. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy xong rồi. Rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm vàng nhá. Các bác lên cho em là kìm vàng. Các bác lên cho em là kìm kìm đỏ, kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đây nó sẽ là màu đỏ vàng như này. Thì bên em gọi nó sẽ là kìm đỏ đa năng nhá. Con này thì chuyên dùng để các bác bấm cốt này, rồi tuốt dây này. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là đầu tiên nó sẽ là phần tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này. Thứ ba là các bác cắt dây thì thứ tư là vặn ốc này, xoắn dây này rồi đa chi năng luôn. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Thép CRV không gỉ này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một con kìm như này nhá. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ. Giá sẽ là 100k. Đấy thì lô này nó về thì nó sẽ là 3 màu như này. Nó có về nó sẽ là 3 màu như này nhưng mà bên shop thì vẫn gọi nó là kìm đỏ thôi. Đấy nhưng mà nó về thì lô này nó về nó sẽ là hàng 3 màu như này các bác nhá. 3 màu như này các bác này. Đấy màu đỏ, màu vàng, màu và màu xám như này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy thì trước em vẫn đặt tên nó là kìm đỏ thì cứ lên cho em là kìm đỏ thôi. Đó, đây, đầy đủ các cái chức năng như này cho các bác nhá. Rất là ngon lành luôn. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100k. Đó. Lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con kìm đỏ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm. Các bác lên mã giúp cho em là thảm 46 nhá. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 40x60. Các bác dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Để mình vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Đấy, kích thước của nó là 40x60 nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 nhá. 45.000 trong cái thảm 46 như này. Đấy, chất liệu của nó thì bên trên của bằng nỉ nhá, bằng nỉ thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Bên dưới này của nó thì nó sẽ là dòng cao su non nhá, chống trơn trượt này. Đấy, và dòng lõi nỉ như này thì nó sẽ là thấm hút nước rất là tốt luôn. Kích thước của nó sẽ là 40x60 nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46 này. Đấy. Thảm 46, kích thước là 40x60. Và giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một cái thảm như này nhá. Đấy, 40x60 giá sẽ là 45k. Đó. Thảm này thì rất tiện dụng cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày, để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách. Đấy, đặc biệt là mùa đông như này mà các bác thấm chân luôn cho nó khô khao sạch sẽ các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã hàng của Tết này thì nó sẽ là cái khay. Cái này nó là khay gì nhỉ? 160 à? Các bác lên mã giúp cho em đó là khay K1 nhá. Con này thì nó sẽ là khay K1, giá sẽ là 160.000. Đó. Lên cho em là khay K1 này, đó. Khay K1 nhá, 160.000 các. Đấy. Con này thì rất là tiện ích rồi, hàng của Tết các bác nhá. Đấy các bác chỉ cần xoay nhấp này cho em này, xong đó xoay này là nó sẽ ra này. Ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 ngăn này, 5 ngăn như này. Trên 5 ngăn, dưới 5 ngăn nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Đấy thì các bác có thể dùng để đựng nước Tết này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Lên cho em là khay K1 nhá. Khi các bác sử dụng thì mình nhấp này cho em, sau đó thì mình hăng mở đóng này. Đấy nhá. Đó. Nó có lẫy ở đây. Các bác cứ nhấp này cho em, sau đó thì mình đóng mở là xong. Lên cho em là khay K1 nhá. Đây. Đấy, đúng như hình đấy các bác này. Mình để đựng các loại hạt hướng dương này, rồi hạt dẻ này, bánh kẹo này, nho mứt này, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 160.000 thôi. 160.000 cho con khay K1 như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái khay sen nhá. Đấy. Các bác lên cho em là khay sen. Con này thì trăm mấy nhỉ? Con
Đây con này cơ mà. Các bác lên cho em là khay sen vàng nhá. Đấy, nó sẽ là màu vàng như này. Khi bên em gửi hàng cho các bác thì nó chưa có sắp xếp như này đâu, chưa có lắp ráp đâu. Về nhà thì các bác tự lắp ráp vào giúp cho em nhá. Đấy, về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em. Lắp ráp thì nó cũng rất là đơn giản thôi, rất là đơn giản thì về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khay như này. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là khay sen vàng này. Đấy, con này nó bằng nhựa trắng nhá. Nhựa trắng trong rất là đẹp luôn. Con này thì các bác có thể quay như này. Đấy. Và trên này thì mình để hoa quả này, dưới này thì mình để các loại bánh kẹo rất là ok luôn nhá. Đấy, để bánh kẹo, hạt dưa, hạt bí hướng dương rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái khay sen vàng như này. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp em đó là khay sen vàng nhá. Khay sen vàng. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho một con khay sen vàng như này. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đó, ngày Tết ngày nhất các bác dùng để decor trang trí này, cho bánh cho kẹo vào rất là tiện ích và đẹp cho các bác luôn. Khay sen vàng. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa lùn nhá. Búa lùn. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con búa lùn như này con này. Đấy, con này thì các bác dùng để đóng nhổ đinh rất là ok luôn. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật đây các bác này. Đấy, của thương hiệu Fuku các bác này. Hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng nhá. Đấy, hàng bãi Nhật chưa qua sử dụng. Rất là đẹp luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con búa lùn như này nhá. 90.000 cho một con búa lùn như này. Con này các bác có thể dùng để mình đóng đinh này, đóng đinh nhổ đinh rất là ok. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm, 16-17 cm và cân nặng của nó thì khoảng 2 lạng rưỡi nhá, nặng 2 lạng rưỡi. Con này dùng đóng nhổ đinh rất là ok. Cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh rất là chắc chắn và có bọc cao su non như này nhá, bọc cao su non chống trơn trượt như này, rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 90.000. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là búa lùn này, đó. Búa lùn, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con búa lùn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khay. Lên mã giúp cho em đó là khay úp cốc nhá. Đấy. Khay úp cốc này. Đây thì nó sẽ là một cái khay và có sẵn đĩa này luôn. Đấy, một cái đĩa màu trắng sữa rất là đẹp này. Và một cái khay cao như này. Các bác có thể úp cốc ở đây. Đấy, mỗi bên 3 chiếc, tổng là 6 chiếc. Úp cốc ở đây thì nước nó sẽ chảy xuống cái khay này. Khi mà các bác rửa, nó có những cái lượng nước thừa thì nó sẽ chảy xuống đây thì nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái khay úp cốc như này. Giá của nó chỉ có cho anh em các bác đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc này. Khay úp cốc giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con khay úp cốc như này. Thì con này rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng khi mà mình úp cốc chén, cốc bát vào đây. Đấy, thì úp các loại cốc chén vào đây. Tại vì là ngày Tết ngày nhất hoặc là các bác sử dụng hàng ngày cũng rất là ok thôi. Rất đẹp. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng inox và mạ vàng nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp cho các bác luôn. Để trên bàn uống nước thì cực kỳ là sang xịn mịn luôn. Đó. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, nó sẽ là 6 viên như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức các bác, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức như này. Rất tuyệt vời cho bác này. Winling hai hình người của Đức nhá, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một hộp này chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho một hộp đá như này, có cả cái xìa, có cả cái kẹp này để các bác kẹp, các bác gắp ra cho em nó rất là tiện nhá. Gắp ra. Giá thì sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu 70.000. Đó, đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70.000. Con này thì các bác dùng sử dụng chức năng chính là bây giờ mình về mình rửa sạch sẽ đi, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh, mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, mình cần mát thì mình bỏ cái này vào là xong. Sau đó thì mình lại vệ sinh đi là xong. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia đũa nhá, đũa sứ. Các bác này, đấy rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Các bác cứ mua cho em 2 đến 3 vỉ là ok, 2 đến 3 vỉ là ok các bác nhá. Đấy, khi mà mình ăn cơm mà các bác dùng một cái đũa sứ này thì thứ nhất là không trơn trượt này, không nấm mốc này, không bị vi khuẩn xâm nhập này, rất là tiện và rửa thì rất là nhanh khô nhá.
Đấy, kích thước thì rất là đẹp này. Dùng con đũa sứ này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, gọi là sứ nhưng mà nó rất là chắc chắn chứ không phải là dễ vỡ dễ gãy đâu. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Cái đũa sứ này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho một vỉ như này. 60.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60k cho vỉ đũa sứ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Đấy thì bên shop sẽ bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là một vỉ này bán theo, tức là bán theo dây như này, một dây bán theo 3 hộp như này nhá. Đấy. Bên shop thì bán sẽ là combo là 3 hộp như này nhá. 3 hộp như này thì giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 hộp nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng nhá. Keo vàng đa năng này. Keo vàng đa năng, đó. Giá của nó sẽ là 20k. 20k trên 3 hộp nhá, 20.000 trên 3 típ. Đấy. Keo vàng đa năng 20.000 3 típ này. Các bác có thể dùng để dán đồ trang sức này. Đấy, dán bàn ghế gỗ này, dán đồ sành đồ sứ này, rồi điện thoại này, thiết, nói chung là dán đa di năng được hết. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan các bác này. Đó. Mã vạch này, 885 này. Thì con này các bác yên tâm sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là keo vàng đa năng. Keo vàng đa năng giá sẽ là 20.000 cho 3 típ nhá. 20.000 cho 3 típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nhang trầm đốt nhá. Đấy thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy, mỗi vòng này là một mỗi một tẹp này là 2 vòng nhá. Mỗi một tẹp này là 2 vòng các bác. Về các bác giả là sẽ là 2 vòng. Đó, 100 vòng. Và con này thì cái thời gian đốt của nó thì cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng nhá. Tùy theo cái địa hình các bác nhá, tùy theo cái địa hình các bác, để nó ít gió thì nó sẽ cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một cái hộp nhang trầm đốt như này. 100 vòng luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chất liệu bằng trầm hương tự nhiên rất là thơm. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm đốt giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một hộp bao gồm 100 vòng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái led pháo hoa nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là có các cái tia như này và các bác dùng để mình dán lên tường. Dán lên tường các bác hàn khung cho nó thì các bác trang lên nó cũng rất là đẹp. Đây. Đấy, nó sẽ bắn ra những cái tia pháo hoa này rất là đẹp này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ led pháo hoa này thôi. 180k nhá. 180.000 cho cái bộ led pháo hoa như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi. Đây nó sẽ là một cái đèn ngủ như này và các bác dùng chức năng dùng để đuổi muỗi cũng rất là ok luôn. Đó, dùng để đuổi muỗi này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng và có cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng và có công tắc bật này các bác này. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k nhá. 45k. Đó, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship anh em các bác nhé. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ gom hàng mua đủ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm đầu tiên em đến với bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã dao chặt đứt nhá. Đây là một con dao cực kỳ là ngon luôn. Hàng thứ nhất là hàng liền thân các bác này. Đấy, hàng liền thân cán liền. Thì con này các bác dùng nó rất là đầm tay. Và cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 5 lạng. Từ 3 đến 5 lạng. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá. Giá thì sẽ là 150k. Đó, dao chặt đứt này. Lên cho em là dao chặt đứt nhá. Chặt đứt. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho một em dao chặt đứt như này. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng liền thân nhá. Chặt cực kỳ là ngon luôn, băm chặt cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và có cái phần trên này để các bác dàn mình dàn thịt các bác này. Đấy, có phần này để các bác treo này. Thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ, hàng made in Germany, rất chất lượng cho các bác luôn. Băm chặt cực kỳ là ngon nhá. Đó. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao cầm trên cái con
con dao thái các bác nhá. Dao thái thì nó sẽ là em sẽ lên tên nó là dao nhọn và dao vuông để cho các bác dễ phân biệt nhá, dao nhọn và dao vuông. Đấy, thì bên shop sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Và cái mẫu nhọn thì sẽ là 175.000 và mẫu vuông là 180.000. Đây. Con này thì nó sẽ là mẫu mũi nhọn như này các bác này. Đấy, mũi nó sẽ là mũi nhọn như này các bác nhá. Dòng dao thì cực kỳ là bén luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể mua để về mình thái lọc phi lê đều được hết này. Test giấy là bình thường, em sẽ test dọc dây bóng cho bác xem này. Đấy, dọc dây bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, tức là dao phải là dòng dao siêu bén thì mới dọc được dây bóng như này nhá. Đấy, còn dao thường thì không thể dọc được dây bóng như này đâu. Dòng này là dòng siêu bén luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000, lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn. Giá sẽ là 175.000 cho bên em dao nhọn như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao nhọn này, 175k nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mã đó là con dao vuông nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia nó sẽ là mũi nhọn. Chiều dài của dao thì đều là vào khoảng là 30cm. Và bản của dao thì nó sẽ là một cái dòng bản khoảng 4 phân rưỡi nhá. 4 phân rưỡi, cơ bản như vậy các bác. Thì đây nó sẽ là con này nó sẽ là con mũi vuông các bác này. Độ sắc bén thì như nhau thôi, khỏi về bàn về độ sắc bén rồi. Đấy, nói chung là rất là sắc luôn. Đấy, khoảng 30cm. Con này thì mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia thì mũi nó bầu ra. Thì các bác tùy muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, quay theo, rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Nó rất là ok ngon lành. Wattbo Japan này, thép không gỉ này, đấy, chroma này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là dao vuông nhá. Con này thì sẽ là 180k. Dao vuông này, đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Dao thái vuông 180k nhá. 180.000 con dao thái vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩu thuốc nhá. Lên cho em là tẩu thuốc bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 một cái tẩu thuốc như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ 70.000 một cái tẩu thuốc như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái tẩu rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác theo, rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích như này nhá. Đó. Con này thì các bác có thể cho thuốc lá hoặc thuốc nào vào đây hút đều được hết nhá. Đấy, và đây nó sẽ là đầu liền như này. Chất liệu của nó đây. Đấy, chất liệu của nó này. Đấy, nó sẽ là bằng một cái loại nhựa gì đó, còn cái đầu tẩu này nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này các bác này. Đấy, châm nước vào đây, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, cái này nó có gioăng giếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Các bác lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ tẩu thuốc như này để các bác sử dụng luôn. Rất là tiện, các bác có thể hút thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc, giá sẽ là 70k nhá. Đấy. Tẩu thuốc này. Giá của nó sẽ là 70k. 70k cho cái bộ tẩu thuốc nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Cái này thì các bác đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, thế là rác nó sẽ trôi vào đây, là các bác đổ đi thôi. Cái này nó bằng lưới thì nước nó thoát nhanh và cái rác nó không bị bám vào như là cái chậu lọc bình thường nhá. Hãy lên cho em là lọc rác inox nhá, lọc rác inox. Giá sẽ là 15k cho một chiếc như này. 15k nhá, 15k cho cái lọc rác inox như này nhá, 15.000. Đấy, rất là tiện đây, em sẽ có video thực tế luôn các bác nhá. Đó, nó rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là bỏ vào cho em là xong nhá. Rất là tiện các bạn. Đây. Đấy. Đặt vào cho em là xong này. Đó. Cơm rồi rác rưởi các thứ là mình cho vào là nó sẽ thoát nước rất là tốt luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ nhá. Nó không bị bám cặn. Thì các bác dùng nó rất là vệ sinh. Đấy, đặt vào cho em là xong. Đấy, và nó thoát nước rất là tốt luôn. Đổ đi rất là sạch. 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá. Thì bên shop bán nó sẽ là combo. Đấy, từ 3 chiếc trở lên 20.000 cho 3 chiếc và bán cả bịch này sẽ là 60.000 một bịch 10 chiếc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên nhá, 100% là bông tự nhiên. Một mặt của nó thì kích thước của nó sẽ là 50 và một chiều là 30, một chiều là 50 và chiều 30. Một mặt là bông mịn và một mặt là bông thường nhá, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô. Thì các bác dùng để rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh rất là ok. Nói chung là các bác mua một cái này, mua một bịch này các bác dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Khăn thì nó sẽ là dòng khăn của Hàn Quốc nhá, rất là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ như này. Và kích thước của nó là khá là to luôn, 30x50. Và bên shop bán cho combo nhá. Đấy. À, 3 cái là bằng 20k nhá, và 10 cái là một bịch này là bằng 60k. Đó, bên shop bán từ 3 cái trở lên 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa nhá.
các bác lên cho em là thanh chắn cửa. Đây là một cái thanh để các bác dùng để mình chắn cửa này, chắn cửa rồi dùng để chia chắn kiến dán côn trùng rồi bụi bẩn các bác nhá. Các bác chỉ cần là nhét vào cái mép cửa này cho em là xong. Chất liệu của nó thì cái này là bằng vải này, còn cái này nó sẽ là bằng bọt này. Đấy, bằng bọt bông các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái thanh chắn cửa này 25.000 các bác nhá. Thanh chắn cửa. Cái này thì các bác dùng để chắn côn trùng rồi nói chung là ruồi muỗi kiến dán đều ok hết nhá. Thanh chắn cửa. Đây các bác này, đấy mình sẽ nhét vào cho em vào cái phần cửa như này. Ruồi muỗi rồi côn trùng kiến dán là nó sẽ chịu hết luôn nhá. Nó rất là tiện luôn. Đấy thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc, chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là banh nó ra, sau đó thì mình nhét vào khe cửa là xong. Ruồi muỗi kiến dán côn trùng đều ok hết nhá. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý các bác. Đấy, các bác chỉ cần nhét vào cho em này xong này. Đó, sau đó thì mình phần thừa là mình cắt đi, rất hợp lý luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 110.000 cái bộ tăng đơ lược như này. Con này thì có sẵn cho các bác là dây cắm sạc luôn nhá. Dây cắm sạc này, 4 cái cữ này, một cái lược này, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh. Hàng thì của thương hiệu Aichen của Nhật nhá. Rất là ngon lành cho các bác luôn, cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Và có điều chỉnh cữ cho các bác luôn này, từ 0,8 đến 2 mm nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cữ đây để mình cắt này, rất là ngon nhá. Đây, đẩy lên. Đấy. Rất là khỏe luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác. Đấy, rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để cắt tóc này, cạo râu chấn viền được hết nhá. Cắt cho người già trẻ con không sợ bị ăn tay các bác này. Đấy, tăng đơ đang chạy nhưng mà rất là ngon luôn nhá. Con này rất là bền các bác, rất là bền. Các bác dùng để cắt tóc chấn viền đều ok hết. Có sẵn cho bác là một lược này, 4 cữ và một đốc sạc luôn nhá. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một cái con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay giấy vàng nhá. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này sẽ là 130.000 cho một cái khay giấy vàng như này. Giá của nó sẽ là 130k. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây nó sẽ là một cái khay bằng giấy như này. Khay này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng. Bằng nhựa mạ vàng như này các bác này. Đấy, nắp của nó thì nó sẽ là mở trực tiếp ra này luôn. Các bác để cho em giấy các thứ loại giấy ăn vào đây, rất là tiện ích nhá. Đó, bằng nhựa và mạ vàng 18 carat, các bác dùng bền đẹp chắc chắn không lo bị gì xét nhá. Đấy, không lo bị gì xét cong vênh như thế này thế nọ, cứ vừa mua về là mình dùng thôi. Chiều rộng của nó khoảng 20, chiều dài 20, chiều rộng thì vào khoảng là 12 và chiều cao thì vào khoảng là 10. Đó, rất là đẹp nhá. Vừa xinh mà khổ giấy, các bác để lên bàn ăn này, bàn ăn hoặc bàn uống nước rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là khay giấy vàng nhá, nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng rất là đẹp luôn. Khay giấy vàng 130.000. Đó, giá rất hợp lý cho anh em và các bác lựa chọn luôn. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi, một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây một vòi, một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. Cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó mới ra, còn không bóp thì nó lại ngắt. Thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2. Đấy, dài từ 1m2 nhá. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy, thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k tròn nhá.
lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá, bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh, dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi này, dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có hai đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350k. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá, tăm nước. Cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy, các bác bấm này nó chạy. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc cho bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng. Nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái găng tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn, nhặt cỏ này, hoặc là các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó, nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở, hoặc dùng cho trẻ em rất là ok, vừa vặn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho hộp 5 chiếc như này, khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại một sim các bác nhá. Đấy, điện thoại một sim thì con này bên shop bán với giá đó là 100, trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá. 160.000 đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một sim hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim, giá sẽ là điện thoại một sim nhá. Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy, các kiểu như này, và kết nối với các đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp như này.
rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cưa gấp các nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25 cm và có lô là 30 cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhá. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá, 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện, thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa chức năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK5 không gỉ này, made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào cho là xong nhá. Đó đây, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Nên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đó, nó sẽ là một con cưa lách như này, made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành, rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok. Hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá, 40k cho một con cưa lách như này nhá, hàng made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, made in Japan của nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó, hàng made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Lên cho em là kéo tỉa răm inox nhá, kéo tỉa răm inox giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ, còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món 2 kéo và 2 cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là 2 kéo 2 cưa luôn các bác nhá, 2 kéo 2 cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50k, đó 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo cành cam này là 70.000 này. 70.000. Đấy, cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá. Bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 thì ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25 cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 cm thôi. Con inox là 20 cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng made in Japan đây, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, made in Japan này các bác này, chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây, hàng made in Japan các bác này. Đó,
giá thì sẽ là 130.000. Và lên mã giúp cho em đó là kéo lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo cành đúc nhá. Giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nhé. Bên em ship code toàn quốc. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác kia khóa Đức nhá, khóa Đức này, khóa đồng Đức, hàng made in Germany này, made in Germany, chữ khắc chìm luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 4 chìa. Dòng này thì nó là chống trộm, chống cắt cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khóa Đức như này các nhá. 160.000, hàng 4 chìa. Con này thì bao chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Dòng này thì chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa được hết cho bác nhá. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện ích cho các bác khi mà mình sử dụng xong cái khóa cổng, khóa cửa. Và có 4 chìa, các bác có thể chia nhau ra mỗi người một chìa. Và khóa của nó là dòng khóa tròn như này thì Việt Nam chưa có phôi để làm giả chìa được các bác nhá. Đấy. Và cái khóa tròn này thì rất là tiện ích và an toàn để cho các bác sử dụng và thân của nó được đều bảo vệ như này. Đấy. Khóa bằng đồng, chống nắng mưa rất là tốt nhá, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ rất là an toàn, chống trộm, chống cát rồi chống các cái loại xâm nhập đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo một cái hộp ổ khóa Đức này, giá sẽ là 150.000 nhá. 100 130.000 nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Đấy. Khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một con bàn chải rất là tiện dụng luôn. Đấy. Giá chỉ có 60.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải như này, một thân bàn chải như này. Đấy, một thân bằng điện như này, kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 4 đầu bàn chải như này. Tính ra các bác đi mua cái bàn chải này đã phải mất 20-30 nghìn rồi. Thế mà đây kèm cho các bác 4 đầu bàn chải, một thân máy như này, một dây sạc, mà giá cũng chỉ có cho các bác là giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi, tức là các bác được không cái máy này rồi. Đấy. Và về thì các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, sạc pin vào cho em, có thể là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em, lắp vào là mình dùng thôi các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, có 6 chế độ này, 1 2 3 4 5 chế độ như này. Chế độ làm sạch, chế độ làm trắng răng, rồi chế độ chống viêm níu, viêm lợi các thứ này các bác này. Đây bác này. Tần suất dùng của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút các bác nhá. Dùng rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, giữ lì này nó sẽ tắt các bác này. Đấy, giữ lì này nó sẽ bật tắt nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Kèm thêm cho các bác là một thân máy này, một thân máy, 4 đầu bàn chải và một cáp sạc nhá. Một thân máy, 4 đầu bàn chải, một cáp sạc. Một lần sạc các bác có thể dùng thoải mái cho em. Dùng thoải mái cho em từ 3 đến một thân máy các bác dùng thoải mái cho em từ 5 đến 7 ngày nhé. Nói chung là dùng từ 7 đến 10 ngày thoải mái luôn. Từ 7 đến 10 ngày thoải mái. Đấy, một tháng các bác chỉ cần sạc cho em là 2 đến 3 lần là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhé. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này. 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình bình nhiệt quân đội Mỹ nhé. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ có màu inox này, màu xanh, màu đen và màu xanh quân đội nhá. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội. Đây, màu này nó sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 190.000 nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Hàng này thì bao giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, giữ nóng giữ lạnh rất là tốt luôn các bác này. Đấy, có lưới lọc này nhá, có lưới lọc các bác có thể pha trà, pha cà phê. Hàng inox 304, su 304 nhá, su 304 bên trong này. Đấy, su 304 rất là ngon luôn, có lưới lọc các thứ đàng hoàng. Có giòn nhá, và cái này nó sẽ là một cái nắp để cho các bác dùng làm cốc uống nước luôn. Đấy. Thì một con bình như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ, nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu inox này, màu inox, màu xanh quân đội này thì sẽ là 190.000, màu inox là 100 màu inox sẽ là 107 nhá. Màu inox 107, màu xanh đen thì cũng là 107 luôn, màu xanh đen. Màu xanh đen này cũng là 107 nhá, chỉ có riêng cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190 thôi các bác nhá. Đấy, còn có cả màu đỏ nhá. Đấy. Thì nó cơ bản là có màu màu xanh đen này, đấy, hoặc màu đen. Màu này là màu đen chứ không phải màu xanh đen đâu. Màu xanh đen. Đấy, màu này thì hơi xanh xanh một tí, màu xanh đen này, màu inox này. Đấy, màu xanh quân đội. Xanh quân đội này là 190 nhá các bác nhá. 190 này. Hàng giữ lạnh 36 tiếng, giữ nóng 24 giờ nhá. Có giòn nắp các thứ đàng hoàng. Rất tuyệt vời luôn các bác. Đó.
sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Tết nhất đến nơi rồi, các bác chế biến thực phẩm thức ăn thì dùng cái găng tay này cho em nó cũng rất là tiện. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Một cái hộp găng tay thức ăn như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp thôi, 25.000 một hộp nhá. Cái này thì các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn và chế biến đồ ăn cũng như là làm vệ sinh cũng rất là tốt luôn. Chất liệu của nó thì nó khá là dai nhá, khá là dai luôn. Đấy, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều đi vừa hết các bác nhá. Đấy, vừa hết. Và nó rất là dai các bác. Đấy, nó dai lắm thì khi các bác dùng nó rất là đã. Đấy, đây, tay to, tay nhỏ này, em tay đàn ông đi rất là vừa này các bác này. Đấy, tay phụ nữ đi cũng rất là vừa luôn. Đấy. Và nó siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai như này. Thì khi mà các bác sử dụng ấy thì không lo nó bị đứt nhá. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn, làm nem, làm nộm rồi nói chung là dọn dẹp vệ sinh cũng rất là ok thôi. Đấy, nó rất là dai này. Đấy, hàng siêu mềm siêu dai luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Đó, găng tay thức ăn giá sẽ là 25.000 trên một hộp nha, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi, các bác đi giày đi dép cần phải vệ sinh thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái giấy mà nó sẽ có tẩm sẵn cái xà bông và các cái dung dịch để mình tẩy rửa rồi. Thì các bác chỉ cần là đây. Đấy, ví dụ như cái dép này của em nó đang bẩn này, về nhà các bác đánh kỳ cọ đi cho em này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có xà bông lên như này, có xà bông như này nhá. Đấy. Các bác trông chưa? Đấy, bẩn như này mà em đánh một tí là nó sẽ sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần đánh qua như này, sau đó thì mình lấy mình lấy cái rẻ mình lau khô đi cho em là xong nhá. Đấy đây, em đánh cho các bác xem này. Đấy. Mục sở thị luôn các bác nhá, không cần phải cái đấy lau làm sao. Ngoài đây. Đấy các bác chỉ cần lau khô đi cho em là xong nhá, lau khô đi. Đấy thì các bác dùng để mình đánh giày đánh dép nó rất là tiện. Và giá thì sẽ là 20.000 các bạn. 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch như này nhá, một bịch như này. Đấy thì lên cho em là giấy lau giày giá của nó sẽ là 20.000 nhá. 20.000 trong cái bịch lấy giấy lau giày như này. Và các bác mua từ 3 cái 3 bịch thì sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy các bạn đây em lau khô đi cho bác xem này. Đấy. Trực quan sinh động luôn nhá. Đây bên này chưa lau là đen xì này. Đấy bên này chưa lau đen xì luôn, bên này lau rồi lại đỏ như mới luôn các bạn này. Đấy như mới luôn nhá. Đây. Đấy đen xì bẩn thỉu nhá, lau đi phát như mới luôn các bạn này. Như mới luôn. Đấy các bạn thấy chưa? Giày dép rồi nói chung là đồ da, đồ vải các bác lau được hết, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. 20.000 một bịch như này và mua từ 3 bịch sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên đã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Giá chỉ có 260.000 thôi. Nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì con này nó sẽ bán cho các bác từ 4 đến 500.000, nhưng bên shop bán cho các bác cái giá rất là yêu thương để gửi tới các bác để kiểm tra sức khỏe nhá. Con này thì các bác dùng để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đấy, combo cho bác như này, hướng dẫn hết trước đầy đủ luôn. Đó, giá chỉ có 240.000 cho một cái 260.000 trong cái máy đo huyết áp này thôi. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. 260.000 các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cầm cho anh cái bịch táo đây. Nó sẽ là một cái hàng để các bác dùng trong ngày Tết nhá, mang đi cho biếu tặng làm quà ngày Tết rất là tiện luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái bịch nho, nho của Hàn Quốc nhá, nho của Hàn Quốc này, nho khô Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc này. 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Thì con này cân nặng của nó thì từ 7 lạng đến 1 cân, từ 7 lạng đến 1 cân, em cũng không có cân nhưng không chính xác là bao nhiêu đâu. Đấy nhưng mà hạt nho này, đấy, đều đẹp luôn các bác nhá. Hạt nho đều đẹp và màu là màu tự nhiên, không có phẩm màu nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên kết giữa tập đoàn Samsung này, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc để sản xuất nhá. Và đóng gói cũng rất là Hàn Quốc luôn, rất đẹp này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà và mang đi Tết rất là lịch sự đây. Tập đoàn Samsung này. Đấy lên cho em đó là nho khô nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một bịch nho khô như này. Đựng trong cái hộp này rất đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà đi Tết này, nho khô này. Tiếp theo thì bên shop về cái táo khô nhá. Táo khô này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Cân nặng của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân. Giá sẽ là 100.000 cho một cái bịch táo khô như này, 100.000 nhá. 100.000 cho bịch táo khô như này. Cái này thì các bác có thể mua để cho này, biếu tặng làm quà này, hoặc là các bác có thể mua để mình sử dụng như là xăng nước, hãm nước uống này, ngâm rượu này, hoặc là làm thuốc rất là ok. Đấy, hoặc là hầm xương, hầm gà, hầm vịt cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
một cái bịch táo khô như này giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, táo khô 100.000. Các bác có thể mua để làm quà Tết, rất là ok và rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Con này thì lô này về nó sẽ là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng thanh thoát nhá. Đó. Giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Các bác xoáy cái nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là inox 36 này. Inox 36 các bác dùng thực phẩm thức ăn là ok. Đó, và đây nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Các bác dùng pha trà, pha cà phê, hãm trà, hãm trước đều ok hết nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bác, pha trà, hãm trà rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có 110.000 thôi. Dung tích nó là 1 lít nhá. Nắp xoáy này các bác dùng là lúc nào rót thì các bác mình ấn cái lẫy này xuống cho em. Đó, dung tích 1 lít. Đế lót có lót cao su để trên bàn chống trơn trượt, chống xước bàn. Nói chung là hàng rất là tiện ích luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Đó, đây, dung tích của nó là 1 lít này. Đấy, dung tích 1 lít. Giá thì bên shop chiều cao là 65 cm nhá. Thông số đầy đủ luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Lô này về thì sẽ là màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen đấy thì hoặc màu đỏ thì nói chung là bên em sẽ gửi màu thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Này 150 à. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt. Tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó, thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Xe đạp, xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150.000 nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm một ti nhá. Đấy, các bác lên trên là bơm một ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm một ti như này. Đây, các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox cái này và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là bơm một ti nhá. Bơm một ti nhá, bơm một ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm một ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhá, xe 4 chỗ với lại những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái cho em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đây, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẩy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm.
Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. 250k cho một con bơm 2T như này. Và bên shop sẽ bao ship lên tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2T nhá, bơm 2T 250k một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhé, lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì bác này. Đấy, lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy, thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non, và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá, bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm, trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phủ da cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, để thằng ngay để nhận ưu đãi. À, rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ làm con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống, hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này. Bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình. Dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là, một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân rồi các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm cái gói thuốc này, bóc ra sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 một bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn, để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Đó. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân, mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái miếng dán thải độc chân như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt như này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó,
hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5-6 ly nhá, 5-6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan các này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì qua lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá, rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá, rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi. Hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ, giá sẽ là 80k. 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì đến shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 mét. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 mét và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 mét nhá, 20 đến 30 mét. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên cho em là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim cho nên không lo gì bị rỡ chứ không phải là bằng xi nhựa đâu các nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên thì em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello các bác, quay trở lại với shop phản món nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh bị trúng đơn, nhận hàng kiểm tra qua ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 60 ly, tức là nó vào hơn 5 ly một tí các bác. Đấy. Và con này thì
rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ, làm nghề, làm vặt khi mà mình cần phải đo nhanh. Các bác đeo bằng móc khóa này luôn, sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, thước móc khóa. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc, thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá, V10. Con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt cửa tự động nhá. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa. Các bác cho dùng cho cửa nhà, cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng chó, chuồng mèo các thứ, các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhá. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản, về nhà các bác bắt vít vào cho em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em. Còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lại. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là, con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy, đây sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy, nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một cái hộp bút ở đây các nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi. Lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên theo là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành một em. Đấy, 100k cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k một em, 100.000 một em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy, thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn, siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy như này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy, và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xèn xoẹt luôn các bác. Cạo thì rất là thích luôn, râu đứt xèn xoẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này. Râu đứt đầy trong rồi các bác này. Đó. Hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 6 lưỡi. Mỗi cái này là 6 lưỡi rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu này rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng trong một cái con máy cạo râu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là 3 đầu cho các bác luôn. Tỉa lông mũi này rồi là cắt tóc này, chấn viêm này rồi massage thứ nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn.
Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mặt hàng thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái khóa đồng Đức này. Đấy. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà có tới hẳn 4 chìa luôn. Và chìa của nó là chìa tròn thì hiện tại thì bên Việt Nam mình cũng chưa làm được cái phôi tròn như này. Cho nên là tình trạng mà bị mất trộm, mất cắp là sẽ không xảy ra. Tại vì là cái chìa tròn này nó rất là khó làm. Đấy, nó không như những cái phôi chìa dẹt nhá. Đó, chìa tròn này thì nó rất là khó để Nhật Bản phôi. Đấy, Nhật Bản phôi thì trộm nó cũng rất là khó lấy. Ngoài ra thì nó sẽ là chống cắt nhá, chống cắt rất là tốt luôn các bạn này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn. Thì khi mà như kìm này vào là nó đưa vào nó không thể cắt được, không thể ngoàm mà được. Đó, và chống chịu với mưa nắng rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Các bác lên cho em đó là khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức 150k cho một chiếc như này. Đấy, 150.000 cho một chiếc khóa đồng Đức như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa Đức nhá. Đấy, cho em là khóa Đức này. Khóa Đức giá của nó sẽ là 150k nhá, 150k cho cái hộp khóa Đức như này các bạn này, 150.000 các bạn nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ nhá. Bộ kim chỉ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp kim chỉ như này, giá thì chỉ có 25k thôi. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các cái chi tiết này, bao gồm này kim này. Đấy, rồi kim băng này, rồi một hộp chỉ này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Có kéo này, rồi có xỏ chỉ này, rồi có đê để cho các bác đeo chống bị đâm kim vào tay này và rất là nhiều chi tiết đi kèm nữa nhá. Đó. Cúc kiếc đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn, combo một bộ như này. Lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ nhá, hộp kim chỉ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Lên cho em là hộp kim chỉ này. Hộp kim chỉ giá của nó sẽ là 25k nha, 25k cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa của Đức nhá. Đấy, thìa của Đức đây. Một hộp này của nó thì bao gồm 5 chiếc, hàng cực kỳ dày dẫn này. Đấy, inox 304, dày dẫn sáng bóng và rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em là thìa Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000. Đấy, 60.000 cho một hộp thìa Đức như này. Đấy, 60.000 cho một hộp thìa Đức này bao gồm 5 chiếc này. 1 2 3 4 5. 5 chiếc. Vừa vặn các bác dùng để ăn cơm ăn cháo rất là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức giá của nó sẽ là 60k. 60k trên một hộp bao gồm 5 chiếc nhá. 60.000 trên một hộp bao gồm 5 chiếc cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Đây đây nó sẽ là một cái đầu cước như này. Đấy, và rất là dài thì các bác có thể dùng để mình đưa vào mình kỳ cọ bàn ghế rồi các cái chi tiết khác đều là ok hết nhá. Đấy, lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá thì sẽ là chổi cọ bàn ghế này. Đấy, chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế, chổi cọ bàn ghế này, bàn ghế giá thì chỉ có cho các bác là 35k thôi. 35k trong chiếc chổi cọ bàn ghế như này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Nó dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các cái chi tiết của nó rất là sắc nét và đẹp luôn. Đó, kỳ cọ bàn ghế như này nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Lên cho em là cam mô hình. Đấy, đây nó sẽ là một con camera. Đó, cam mô hình như này và con này của nó thì thuộc là dòng cảm biến nhá. Đấy. Thì ban đêm là nó sẽ lên và ban ngày nó sẽ tự tắt này. Đấy đây các bạn này. Đấy, em chỉ cần che cái mặt cảm biến này đi là nó sẽ lên này, các bác thấy không? Đó, đây. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con cam mô hình như này. Đấy, con này sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, và nó là dòng cảm biến các bác nhá. Đấy, dòng cảm biến. Thì ban đêm thì nó sẽ sáng này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Ban đêm thì nó sẽ sáng. Đây, nó cảm biến như này. Đó, thì ban đêm thì nó sẽ sự sáng và nó là cảm biến chuyển động nhá. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi thoát đi thì nó lại tắt các bác nhá. Đó. Thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con cam mô hình như này. Đấy. Lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình này. Cam mô hình giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con cam mô hình như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này các bác này. 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả cái bóng 3 màu đây. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đấy, bóng 3 màu thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy. Nguyên cái đuôi này là sẽ là 35.000 nhá. Đấy, đuôi này sẽ là 35.000 chiếc này. Đuôi này là 35.000 chiếc này. Con bóng 3 màu này thì sẽ là 30.000 nhá. Đấy, các bác có thể cắm trực tiếp vào đây cho em này. Đấy, cắm trực tiếp đây cho em, bật lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Đấy, các bác cứ điều chỉnh công tắc như này hoặc là cắm ra rút vào thì nó sẽ tự đảo màu cho các bác. Con này thì rất là sáng, các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, hoặc làm các công các việc đều ok hết nhá. Công suất của nó là 12W nhá, 12W rất là sáng luôn. Đấy, chỉ có 12W nhưng mà nó lại rất là sáng thôi nhá. Đó. Giá thì sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000 một quả nhá. 30.000. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Đấy, bóng 3 màu giá sẽ là 30k nhá. Còn cái đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái ổ điện xanh này. Đấy, con này có công tắc đóng ngắt này, có 3 chân USB này, 6 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt và có đèn báo nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt đàng hoàng, có đèn báo. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, có đèn báo đỏ như này. Dây dài khoảng 1m, giá thì sẽ là 55k. Lên mã giúp cho em đó là ổ xanh nhá. Ổ xanh 55k cho một cái ổ xanh như này. Đó, 55k trong chiếc ổ xanh như này nhá. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dòng nước hoa nhá. Nước hoa thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một là mẫu Chanel và hai là mẫu Gucci. Dòng này thì đều bán đồng giá là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ như này. Đấy, 130k cho một lọ như này nhá. Đấy. Thì con Coco Chanel này thì hàng sản xuất ở Pháp các bác này. Đây, Made in Fancy nhá. Made in Fancy, hàng của Pháp nhá. Đó. Hàng này thì bên em ôm lô thanh lý siêu thị cho nên là cái giá nó rất tốt cho các bác luôn nhá. Giá gần như là giá thanh lý thôi. Đấy, chứ còn hàng này nếu mà nguyên bản của nó thì nó rất là đắt nhá. Đấy, rất là đắt luôn nhưng mà bên em ôm lô thanh lý cho các bác giá rất là tốt luôn. Đây, Made in Fancy này, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá, full box cho các bác luôn. 130.000. Đấy, còn con Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh nhá. Đây, hàng của Anh này. Đấy, Made in UK này. Đó, nó sẽ là hàng của Anh như này. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nước hoa như này. Thì một là Chanel, hai là Coco. Giá hai là Gucci nhá. Đấy. Đây thì các bác lên cho em nước hoa Chanel này hoặc là nước hoa Gucci này, đều là 130k cho một lọ như này nhá. 130k cho một lọ nước hoa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đây, thước rút tự hãm này. Đấy, thì nó sẽ có dòng 5m và 7m rưỡi. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy loại 5m thì lấy, mà lấy loại 7m rưỡi thì lấy. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn khi các bác nhả vào thì nó sẽ như này. Đấy, nhả từ từ này nó sẽ vào, hoặc các bác nhả hết này cũng được. Đấy, con 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con 7m rưỡi như này. Đấy, còn con 5m thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con 5m như này, 40.000 thôi nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy đây. Đấy, nếu các bác mua combo từ 3 con trở lên thì sẽ là 30.000, tức là 10.000 một con. Còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc này nhá. 15.000 trong chiếc dao dọc giấy như này. Rất là tiện ích luôn. Các bác dùng để mình dọc giấy này hoặc làm thợ làm nghề đều ok hết nhá. Đó, giá thì rất là hấp dẫn cho các bác luôn. Lên mã cho em là dao dọc giấy, mua lẻ sẽ là 15.000, mua từ 3 con trở lên thì giá sẽ là 10.000 cho một con. Đó, tiếp theo thì là keo dán giày nhá. Con này chuyên dùng để dán giày. 15.000 cho một típ keo dán giày như này các bác này. Đấy, đây nó sẽ là thuộc dạng keo tan chậm như này. Đấy, keo khô chậm thì các bác dùng để chuyên để dán giày rất là ok. Đấy, chứ không như cái dòng keo 502 khi mà các bác dán vào thì nó khô nhanh, thì nó giòn và nó rất dễ bị bong, nhưng mà cái này dán cực kỳ tốt luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo điện này. Đấy. Hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Hàng made in Japan hết này. Đó. Đây, made in Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đây, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 cho một quận nhá. Hàng thì siêu dai này, siêu dai siêu dính luôn. Đó, siêu dai siêu dính luôn, rất là dai này. Siêu dai siêu dính, siêu mỏng và lõi của nó gần như là không có luôn, gần như không có lõi luôn. Đây các bác này. Đấy. Mỗi quận băng dính to như này mà gần như không có lõi luôn. Đây, hàng made in Japan nhá. Con này thì bên shop sẽ bán theo cân 80.000 cân nhá. Đấy. Mua cân thì sẽ là 80k này. 80k trên 1kg nhá. Đấy, còn nửa cân thì sẽ là 40.000. Còn mua quận thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 quận nhá. 10.000 cho một quận như này. Đó. Một quận này sẽ là 10.000 một quận này. Đấy, 10.000 cho một quận như này. Thì tùy theo các bác nhá. Tùy theo các bác. Đó, các bác có thể mua quận cũng được, mua cân cũng được, hoặc là
mua nửa cân tùy theo. Đấy, mua quận thì sẽ là 10k cho một quận như này. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không tránh nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc luôn. Đấy, ship code toàn quốc nhận hàng kiểm tra thanh toán từ 200 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một cái con đuôi rất là tiện ích này. Đấy, thôi đừng bỏ được cái này không quay này. Rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn thì ở đây nó sẽ là một cái đuôi như này, có cả công tắc đóng ngắt này, về xoáy cho em cái đuôi bóng đèn đuôi E27, tức là bóng phổ thông, bóng nào cũng vừa hết nhá, đuôi E27 như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó. Con này có thể điều chỉnh ngắt nghéo này, cắm ở đây cho em. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá sẽ là 35k nhá. 35k trong cái đuôi lò xo như này. Rất tiện ích luôn, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo dán giày nhá, keo dán giày. Giá sẽ là 20.000 cho một lọ keo dán giày như này nhá. 20.000 đúng không? 15.000 cho một lọ keo dán giày này nhá. Giá rất rẻ luôn các bạn, 15.000 cho một lọ keo dán giày như này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép, dán các cái sản phẩm đồ nhựa đồ nhiếc cũng ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng keo keo trong và nó là dòng keo nó gọi là nó khô chậm, cho nên là khi mình dán giày, dán dép rất là ok luôn. Đấy, giày dép bị bong chốc các bác dán cái này cho em. Đấy, giày dép thì thường nó cũng hay bị bong rất là nhiều thì các bác dán này cho em rất là ok luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và dung tích của nó là 60ml nhá. Lên cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này nhá. 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con súng như này. Các bác dùng để mình thư giãn massage rồi đa di năng luôn. Ở đây thì sẽ là kèm cho các bác là bốn cái đầu massage. Chất liệu của súng thì bên trong là quận dây đồng hết nhá, và có kèm các bác bốn cái đầu massage này, các bác chỉ cần cắm vào cho em xong này. Khi bật thì mình giữ lìn cho em nhé, giữ lì cho em. Đấy, sau đó thì mình tăng cấp độ đây. Nó sẽ có 6 cấp độ các tất cả nhé. 6 cấp độ tất cả các bác này. Đấy. Con này thì nó hết pin rồi. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, con này thì hàng vận chuyển về nó để lâu nó hết pin rồi nhá. Đây, một cáp sạc này, 4 đầu massage này. Đó. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho một con súng massage như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000. Đây, nó hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k. 170k một con. Hàng này thì rung cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, nó rung rất là mạnh thì các bác dùng nó rất là đã. Đó, có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, về nhà mình chỉ việc sử dụng thôi. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy, đây. Các bác đẩy cho em lên. Rung 6 cấp độ luôn. Đấy, này. Rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để bát xa các cái bó cơ này, bắp tay bắp chân các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn nhá. Đấy, bác thấy không? Đấy, và dây của nó thì quận dây đồng, khi bật thì tắt, khi tắt bật thì giữ lì cho em. Còn con nào các bác nhận mà nó hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Hàng thì em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, các bác cứ sử dụng cho em trong vòng 10 ngày lỗi em đổi mới cho bác. Đây, motor quấn bằng đồng hết này, động cơ không chổi than nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay làm vườn nhá. Nó có màu đen, màu xanh, màu ghi, nó có mấy màu như này. Các bác chuyên dùng để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, trồng rau rồi đa di năng luôn. Thì bên shop bán theo combo nhá. Các bác mua lẻ thì nó sẽ là 4 đôi là 5 đôi 40.000, còn mua một bịch này là 12 đôi là 70.000 thôi. 12 đôi là 70.000. Hàng thì cực kỳ là ôm luôn, chất liệu của nó là sợi của nó là sợi len và dệt của nó là nó dòng dệt 4D. Dệt 4D, dệt 5D cho nên nó cực kỳ là thoáng khí này. Có cái vần cao su non này các bác cầm nắm khỏi trơn trượt này. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng để mình làm găng tay đi ngoài trời mùa đông này cho nó khỏi rét này, khỏi băng giá này, hoặc là dùng trực tiếp để mình làm vườn cuốc đất nhặt cỏ, làm thợ cơ khí, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Một bịch như này bao gồm là 12 đôi nhá. 12 đôi là 70.000. 70k trên 12 đôi luôn. 70k trên 12 đôi nhá, 12 đôi. Đấy, còn lại là mua 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40.000 trên 5 đôi. Đó, 5 đôi là 40.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cặp lồng điện nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, thì nó sẽ có 2 tầng và có 4 cái âu như này. Bình thường nếu bây giờ các bác mua cho em một cái âu inox này, một cái âu inox sáng đẹp như này đã phải mất đi là vào khoảng là 3 đến 40.000 cho một cái âu inox đẹp như này. Đấy, đẹp như này là phải 3 đến 40.000. Thế mà đây bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là
hai tầng nhá, hai tầng có bốn khay tất cả này, bốn khay hai tầng, dây cắm điện các thứ đầy đủ, công tắc tắt bật, dùng để nấu cơm hấp cơm thì nói chung là đa tính năng được hết luôn, rất là đẹp các bạn. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng rất chất lượng, giá cực tốt luôn. Này nó có quai sách như này các bác dùng để mình mang đi công tác, đi học, đi làm, đi các nơi đều được nhá, rất là chắc chắn các bạn, cầm nó rất là chắc chắn luôn, dung tích của nó là 2 lít và công suất là 200W nhá. Cắm cơm, nấu cơm các thứ đều ok hết này. Đây, đây là cái hình minh họa của nó này. Đấy, cơm rồi ăn lẩu rồi nói chung là đun nấu canh kiếc đều được hết. Giá thì sẽ là 180.000. Lên xem là cặp lồng điện nhá, cặp lồng cắm điện trực tiếp luôn, cho nên bên em gọi nó là cặp lồng điện. Giá sẽ là 180k. Đó, bỏ tranh mấy cái món này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác Phương. Về cho bác cái nồi chiên ngập dầu nhá, nồi chiên ngập dầu. Đấy, hàng tráng đá như này. Hàng tráng đá này các bác này. Đấy, ba cái món này. Với lại cả cái hô chân luôn. Nồi chiên ngập dầu như này. Đấy. Ừ. Một con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 trong cái nồi chiên ngập dầu như này. Con này rất là tiện các bác, chiên nem này, chiên tôm này, nói chung là các cái dòng mà cần phải chiên ngập dầu, khoai tây với điếc chiên ngập dầu thì các bác đổ vào đây cho em. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, tráng đá chống dính, đường kính 20 cm. Đấy, cái vỏ của nó đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đường kính 20 cm nhá. Đấy, lên cho em là chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu, chảo chiên ngập dầu, ngập dầu giá sẽ là 100k thôi, 100.000 cho một em như này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ này bao gồm 5 cái. Đấy, có nắp hết nhá, cái nào cũng có nắp của cái đấy luôn. Đấy, một cứ một khay một nắp nhá, một khay một nắp. Con to nhất thì đường kính vào khoảng là 18 đến 20 cm. Đấy, còn con nhỏ nhất thì đường kính vào khoảng là 10 cm. Đấy, thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Về các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây rất là ok luôn nhá. Đấy. Thì khay nào nắp đấy, cứ khay nào nắp đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 khay. 5 cái khay luôn. Đó, các bác đậy như này. Mình bỏ đồ ăn sống, đồ ăn chín bỏ vào tủ lạnh. Đấy, kích thước của nó thì từ 18 đến 10 cm. 18, 16, 14, 12, 10, 5 cái nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho 5 khay inox siêu mỏng như này. Tính ra chỉ có 10.000 chiếc thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc điện thoại đa chức năng như này. Đấy, bao gồm là dây cắm và một cái củ như này. Nó sẽ có cho các bác là hai chân tai C và hai chân sạc nhanh của USB. Đấy, các bác dùng để mình có thể là sạc đa chức năng. Đấy, sạc cắm sạc cho các loại điện thoại. Dòng này thì công suất là 20W của iPhone 14 Pro Max này. Giá sẽ là 80.000 nhá. Bỏ cho anh kia mài ba khe. 80k. Lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao. Thì đầu tiên nó sẽ là một con mài đầu bếp này. Hàng này nó sẽ là hàng rẻ. Giá thì chỉ có 40.000 thôi nhưng mà mài cũng rất là ngon luôn. 1 2 3. Đấy, nó sẽ có 3 khe như này, các bác mài từ số 1 đến số 3 cho em. Các bác cứ kéo đi kéo lại như này cho em từ 5 đến 10 lần cho một bên. Một lỗ. Đấy là sẽ có 3 cái khe này là các bác kéo đi kéo lại cho em. Là dao nó sẽ bén thôi. Giá thì sẽ là con mài đầu bếp thì con này lên cho em là mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp. Mài đầu bếp, con này chuyên dùng cho đầu bếp mà. Mài đầu bếp giá sẽ là 40k một chiếc, 40.000. Còn bên shop sẽ có cho các bác một con mài cao cấp hơn. Thì con này các bác lên cho em là mài 3 khe. Đấy, mài 3 khe. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Đó, con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật và giá sẽ là 130.000. Lên cho em là mài 3 khe đỏ nhá, mài 3 khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá, 130k. 130.000 cho mấy em mài 3 khe đỏ như này. 130.000. Katashiwa Made in Japan cũng có ba cái đường mài như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái con máy mài dao. Máy mài dao đây. Thì đây nó sẽ là một con máy mài dao để các bác chuyên để mình mài dao bằng máy, nó rất là tiện. Đấy, cắm điện này cho em, bật công tắc lên. Có cả máy mài nha, cái viên đá này nó xoay và đưa dao vào khe này, còn kéo thì các bác đưa vào cái khe trên này kia.
và đây là mài bằng viên đá. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi, 80.000 cho một con máy mài dao như này, rất tiện luôn đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm con máy mài dao này thì sẽ là 80k nhá. Con này dùng bằng máy nên là lên theo là máy mài dao. Cái chai xịt chống hôi chân 35.000 một chai. Đấy, thì nó sẽ là thuộc cái dạng 35.000 nhá. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên phần chân này, hoặc là giày tất các bác bị hôi thì các bác xịt trực tiếp lên tia. Đấy, ví dụ như là bàn chân này. Đấy, các bác xịt trực tiếp lên cho em. Giày tất hôi các bác xịt trực tiếp lên cho em. Đấy thì nó sẽ khử khuẩn này. Đấy và đánh tan các cái mùi hôi chân rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Lên cho em là xịt hôi chân 35k. Xịt hôi chân giá sẽ là 35.000 các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con lọc rác inox này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, đây nó chính là con này các bạn này. Đấy. Thì con này khi mà các bác dùng ấy nó sẽ không bị tắc. Đấy, nó không bị tắc thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k nhá. 15k cho một con lọc rác inox như này. Đấy. Khi mà các bác dùng con lọc rác truyền thống thì nó hay bị tắc và rác nó sẽ động cặn lại đây. Mọi người lọc rác buồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đấy, đây, nước nó chảy rất nhanh, không tắc, không bị động bẩn và lấy ra vệ sinh cũng rất là dễ. 15.000 cho cái lọc rác inox như này. Hello các bác nhé, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hãy lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhé, được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn, chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhá. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Con đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích các bác sử dụng. Giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại, rồi các bác bị có bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái típ thuốc trĩ như này. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến acid thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng tip kem bôi như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục tip, 20 tip với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các bác nhá. Đấy. Thuốc trĩ. Giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá. Giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa, vẩy nến các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em, các cái bệnh ngoài da nhá. Đây, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long ben như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, Made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này. Đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng rán ngải cứu nhá, giá sẽ là 25.000 cho một một hộp như này. Đây nó sẽ là dòng miếng rán và nó sẽ là dòng miếng rán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình rán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác rán lên cho em. Đây. Đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau, đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em, rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật, rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một tiếp như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bác, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc ra cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan, bàn chân. Đấy. Hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Cái này dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40.000 cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em, nó nhiều bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu chứ không lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng hoàng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy, các bác xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em. Lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân giá của nó sẽ là 35.000 cho một bịch như này thôi, 35.000 cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một cái bình xịt hôi chân như này, rất là tiện. Đó, thì giày tất này các bác bị hôi, các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi, trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để tốc chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá chỉ có 35.000 cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, này các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây. Made in Japan các bác này. Nội địa của Nhật, made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bác. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác, cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea có nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật thế này. 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Được, ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mã hàng thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì bên shop có một cái bếp từ Philips nhá. Nó con này thì nó bị vẫn đun nấu bình thường nhưng mà nó bị bọp mất cái đít này. Đấy, tức là con này nó bị bọp mất cái đít này rồi. Đấy, con này thì nó do nó vận chuyển nó bị bọp mất cái đít này, thì về nhà các bác có thể mình chế cháo hoặc là mình làm thế nào đấy cho nó phù hợp để mình sử dụng nhá. Đấy, còn là bếp thì em vẫn bao cho các bác là bếp vẫn lên, vẫn đun nấu bình thường. Và có kèm cho các bác một cái nồi, thì cái nồi nó cũng bị bọp đít luôn. Nói chung là nó do nó vận chuyển, hàng nó vận chuyển nó bị bọp, thì con này bên em sẽ bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Về nhà thì các bác có thể là tháo ra để mình kiểm tra. Đấy, thì con này cũng không biết là còn sống hay không nữa. Đấy, nói chung là thôi em cũng chả biết là sống hay chết, tại vì bây giờ mà em cắm điện mà nhỡ nó có chập cháy thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là em bán thanh lý. Về nhà các bác cảm thấy ok thì mình có thể mình tự sửa chữa. Đấy, đây thì em thử cắm điện thử luôn xem nó như nào. Con này thì cắm điện vẫn lên, vẫn sống, nói chung là vẫn đun, vẫn hoạt động bình thường. Đấy, thì nó bị vỡ đây, nó vỡ, nó sộc sạch mất cái mên miếc bên trong, thì về nhà các bác có thể tháo ra để mình sửa. Và em bán một nửa tiền thôi. Con này đang bán bao nhiêu? 480.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác với giá là 220.000 nhá, 220k. Và con này thì bên em không bao ship nhá. Không bao ship, em bao cho các bác là vẫn sống nhá. Vẫn sống, 220.000, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết 220.000, còn lại tiền ship thì 30.000 nữa các bác tự thanh toán. Hoặc là nếu bên em thu ship lên thì nó sẽ là thành 250. Đó, mã sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái gọi là cái thuốc chuyên diệt dán nhá. Đấy, hộp thuốc dán. Một hộp này của nó thì 12 viên và nó sẽ là dạng viên thuốc sinh học như này. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là rất là đa di năng luôn. Các bác có thể để khu vực là phòng ngủ này. Phòng tắm này, rồi phòng bếp, phòng biếc, nói chung là chỗ nào mà các bác thấy có nhiều dán thì các bác để vào cho em tủ quần áo các thứ.
Đấy các bác để vào cho em, và nó sẽ là một dạng viên như này. Về nhà các bác tháo ra từng viên một cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ là nhạy luôn, chuyên diệt dán nhá, chuyên diệt dán. Thị phần bán của nó thì nó là số 1 của thằng Nhật Bản rồi. Thị phần bán của nó là số 1 Nhật Bản rồi, hàng made in Japan luôn. Đấy, thị phần nó số 1 Nhật Bản luôn nhá. Đấy, nó sẽ chỉ là dán mẹ này, dán con này, tổ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là thuốc dán nhá. Đấy, thuốc dán, hộp thuốc dán này. Đấy, lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này, bao gồm là 12 viên. Đó, 50k trên hộp 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy đuổi đuổi muỗi nhá. Đấy, máy đuổi muỗi. Con này thì nó là, các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Chức năng của nó thì vừa làm đèn ngủ, vừa là chức năng là để đuổi muỗi luôn. Đó, vừa làm đèn ngủ, vừa là để đuổi muỗi luôn. Thì nó rất là tiện. Đấy, thì các bác vừa sử dụng làm đèn ngủ, vừa làm đèn đuổi muỗi rất là tiện luôn nhá. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Đó, giá thì chỉ có 45k thôi nhá. Lên mã giúp cho em, đó là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Giá sẽ là 90.000. Ở đây thì con này các bác chuyên dùng cho các em nó sử dụng để mình tránh xa điện thoại máy tính bảng, nhưng mà nó vẫn là một cái dòng trò chơi công nghệ, vừa học vừa chơi, chơi mà học mà chơi. Đó thì nó rất đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ là 112 cái thẻ với các chủ đề khác nhau. Bật nguồn ở đây lên cho em này. Đấy. Sau đó thì mình chỉ cần nhét thẻ vào này. Mẹ. Mother. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Bố. Father. Đó, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn, rất là tiện này. Màu cam. Orange. Đó, rất là ngon lành nha. Thì con máy đọc thẻ này thì một bộ của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Lên mã giúp cho em, đó là máy đọc thẻ nhá, 90k. Đấy, có cả song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn, và rất là nhiều chủ đề, tới 224 các cái hình ảnh nội dung khác nhau để cho các em nó sáng tạo và lựa chọn nhá. Đây, chủ đề là đồ ăn này, giao thông, động vật, hoa quả này. Đấy, tổng 12 chủ đề khác nhau luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. 90k trong con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông này. Thì cái này bên em bán là nhiều rồi, em lên nhanh thôi. Bộ của nó thì sẽ là 90.000 một bộ, sẽ bao gồm cho bác là 3 đôi. 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Thì cái bộ to nhất này thì đường kính của nó vào khoảng là 35 cm. Lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k, hàng của Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông hai lớp, hàng Việt Nhật. Thì nó sẽ có cho các bác là một chậu một rổ, cứ combo một chậu một rổ này nhá. Một chậu một rổ này, tiếp theo một chậu một rổ này. Tiếp theo một chậu một rổ này. Để test cái độ chất lượng cho bác xem nhá. Đây, chất lượng của nhựa thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, chất lượng nhựa khỏi phải bàn rồi. Về để các bác dùng để mình đựng rau, rửa rau, rồi nói chung là đa di năng luôn. Hàng nhựa xịn cao cấp cho bác luôn, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ chổi này, bộ chổi tự vắt nhá. Đấy, thì về nhà nó sẽ có 3 cái khớp như này, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Và công năng của con này thì nó sẽ là tính năng tự vắt này. Các bác kéo này là nó sẽ tự vắt này, tự xoắn vào nó sẽ tự vắt như này. Đấy, tự vắt như này rất là tiện đấy các bác thấy không? Đây, xoắn kéo vào này nó vắt kiệt vào luôn. Đấy, thì ưu điểm của con này nó thể xoay 360 độ này, và khi các bác nối vào, nối cán vào thì nó dài khoảng là tầm 1m3, 1m2 đến 1m3, thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, xoay 360 độ và tự vắt luôn, các bác chỉ cần kéo là tự vắt. À, khi mà các bác vắt đi là mình cho xà bông, cho xà phòng và cho nước vào, nó dễ vắt hơn nhiều so với cái việc là các bác vắt thủ công như này nhá. Vắt tay không như này thì nó sẽ hơi khó vắt một chút. Đấy, lên mã giúp cho em, đó là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác, giá sẽ là, chổi tam giác giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái chổi tam giác như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ quần áo mưa, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 cái huy chương luôn, hàng VIP 1 nhá. Và kích thước của nó là dòng cỡ lớn, cỡ đại đấy. Đây, một bộ nha. Cả quần cả áo luôn, đúng như trên hình người ta mặc nhá. Đó, hàng thì chất liệu của nó sẽ là bằng vải phủ ni lông, cho nên các bác dùng nó rất là bền đẹp. Và bây giờ là đang mùa mưa, mùa rét này, thì các bác nên mua một bộ như này. Đấy, combo của nó thì nó sẽ là cả quần cả áo cho anh em và các bác luôn nhá. Cả quần cả áo như này. Đấy, cả quần cả áo cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng hai lớp nhá, hàng hai lớp nhá, vải và có phủ ni lông, cho nên là dùng nó rất là ấm áp và rất là dai, chứ không bị dạng như là
bị mục hoặc là bị ngấm đâu. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ quần áo mưa đẹp như này, giá sẽ là 195.000. Con này bây giờ anh em các bác ra cửa hàng mua thì nó tầm khoảng 250-300 nhé, 250-300. Có chỗ thì nó bán cho các bác 250, có bộ chỗ thì nó bán cho các bác là 300. Và bên shop bán cho bác giá chỉ có 195k thôi. Lên theo là bộ quần áo mưa nhé, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con át đảo chiều nhé. Át đảo chiều con này thì nó sẽ là 63A, hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên dùng để đảo chiều. Ví dụ như nhà các bác có 2 công tơ này, 2 công tơ, 2 máy 2 công tơ hoặc là 1 công tơ, 1 máy phát điện thì các bác cũng dùng con này cho em rất là ok luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhé, 110k cho một con át đảo chiều như này, 110.000. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện đó. Và các bác dùng nó cũng rất là hợp lý thôi. Giá chỉ có 110.000 cho con át đảo chiều này thôi. Thì chuyên dùng cho 2 công tơ hoặc là 1 máy phát 1 công tơ, thì các bác chỉ cần đảo lên như này, nổ máy phát lên và đảo lên cho em xong. Hoặc là không thích thì dùng nửa tháng lại đảo sang cái công tơ 1, dùng nửa tháng lại đảo sang công tơ 2 để 2 công tơ đều cấp điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao nhá. Bộ dao thì nó sẽ là đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là một con dao chặt như này nhá, một con dao chặt như này. Đấy, hàng của thương hiệu Seki Japan, Made in Japan. Cân nặng của nó thì vào khoảng là từ 5 đến 7 lạng. Từ 5 đến 7 lạng nhá. Giá con này thì sẽ là 180.000. Cầm cho anh con dao thái gỗ này. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con dao chặt gỗ như này. Hàng thương hiệu Seki Japan, Made in Japan con này, hàng cực chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác con dao gọt gỗ nhá. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho con dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu bén cho các bác rồi. Đấy, siêu bén các bác nhá. Đây, để em thử test cắt cái giấy bóng này xem nhá. Đấy, đây. Cắt giấy bóng còn đứt như này là các bác biết chất lượng của dao này các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây. Khủng khiếp chưa? Đó, đây các bác này. Đấy. Giấy bóng là rất là khó đứt mà còn cắt đứt được như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, giấy bóng thường nó rất là dai luôn. Đó. Thì con này sẽ là 40.000. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là gọt gỗ này. Gọt gỗ. Giá sẽ là gọt gỗ giá sẽ là 40k. Đó thì em có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy con nào lấy con dao chặt và con dao gọt thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đó, nồi lẩu mini thì ở đây nó sẽ là một cái nồi lẩu như này, 150.000. Ở đây nó sẽ có sẵn cho bác là cáp cắm điện luôn. Đấy, một cái quai cầm như này và điều chỉnh số 1, số 2, rất đơn giản vậy thôi. Sử dụng điện 220V công suất của nó đây. Đấy. 600W điện 220V và dung tích của con này thì nó vào khoảng là tầm 1 lít gì đấy các bác nhá. Tầm 1 lít gì đấy. Đó, nó tầm tầm đấy. Thì các bác dùng để hấp này, rồi ăn lẩu con niếc này hoặc là nấu mì tôm thì quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Anh em nào mà chế độ độc thân lâu năm thì cứ làm con này về, thả gói mì vào đây thế là xong. Rất đơn giản. Giá thì chỉ 150.000 thôi. Các bác lên cho em là lẩu mini nhá. Lẩu mini. Lẩu mini giá sẽ là 150k cho một cái nồi lẩu mini như này. Đấy, con này thì không biết là cái dung tích của nó bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là nó vào khoảng trên 1 lít các bạn. Đấy. Nó vào khoảng trên 1 lít gì đấy các bạn nhá. Đó, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Và đây là các cái mã số điện thoại chính của bên em, ba số bao gồm Zalo, Zalo và tin nhắn các bác nhá. Các bác có thể Zalo hoặc là tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp. Tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 các bác ưu ái cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa là ok, em sẽ đi đơn. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá thì rất là sinh viên, chỉ có 100.000 cho một bộ dao như thôi. Lên cho em là bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đấy, ở đây thì em sẽ có cho các bác bao gồm là rất là nhiều các cái chi tiết luôn. Nó sẽ có cho các bác hẳn tới là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đây. Đấy, nó sẽ có cho 2 con mũi nhọn này. Đấy, 2 con mũi nhọn này, rất là bén luôn nhá. Đó, đây. Dòng mũi nhọn này. Dao này thì rất là dài, toàn trên 30cm, tất các bác có thể dùng để mình bổ hoa quả các thứ đều ok hết nhá, rất là bén luôn. Đó, đây. Đấy, có tới cho các bác là 4 con dao này. 4 con dao. 4 dao. Đấy, 4 dao ok chưa? Đó. Một cái kéo và một cái nạo. Kéo này thì các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, một cái nạo này. Đấy. Combo cho các bác bao gồm cho các bác là 6 món mà giá thì chỉ có 100.000 thôi. Tính ra như vậy là các bác mua đâu đó nó chỉ vào khoảng là
35, 45, 45, 60, 65, 90. 65, 90 như vậy là các bác mua chỉ có mất có 15.000 này. 15.000 chia cho 4 món này, cộng với lại còn 10.000 mà 10.000 chia cho 6 món nữa. 10.000 chia 6 món nữa là mỗi món mất 1.000 rưỡi nữa. Mỗi món mất 1.500 nữa. Đấy. Tức là vào là 16.500 cho một món như này. Đấy, 16.500 cho một món như này. Đấy. 35, 45, 45, 60, 65, 90. Đấy, giá sẽ là 100.000 các bác nhá, 100.000. Rất rẻ cho các bác luôn. Đấy, em cũng không biết tính nhẩm đâu, em chỉ biết tính nhanh thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đấy. Lên thì em là dao sói nhá, dao sói. Giá sẽ là 100.000. Đó, rất rẻ mạt các bác. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ đây. Lên mã giúp cho em đây. Em lên tiếp cho bác một con dao các bác dùng để mình thái thái hoa quả, nấu đồ ăn, gọt hoa quả đều được hết. Thì lên cho em là dao lượn sóng nhá. Con này trước đang bán là 40.000. Riêng hôm nay thanh lý cho bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. Bán được con nào chưa? 20.000 cho một con dao lượn sóng như này nhá. Thanh lý lộ xả lỗ cho bác luôn. Tri ân khách hàng. Lên cho em là dao lượn sóng nhá. Giá sẽ là 20.000. Thanh lý cho các bác. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là hơn 20 cm. Đó. Phần bản lưỡi thì vào khoảng 3 cm. Và phần lưỡi thì vào khoảng là trên 10 cm. Đấy. Và dao thì khoảng 25 cm. Rất là ngon luôn. Dùng để gọt hoa quả ngày Tết ngày nhất. Hoặc các bác dùng ngày thường. Các bác thái đu đủ, thái khoai tây rồi các loại của rau củ quả mình thái nó có lượn sóng, có hoa văn thì trông nó cũng đẹp hơn, bắt mắt hơn. Về nhà trồng nó cũng đỡ mắng chửi hơn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 thôi. Lên cho em là dao lượn sóng giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì một cái con siêu phẩm cho anh em các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ V46. Bộ này bao gồm cho các bác là nôm na nó là vào khoảng là 46 chi tiết. Đấy, còn lại thì nó có thể là nhiều hơn, ít hơn một chút. Thì các bác cũng thông cảm, nó có tất trong này thôi chứ còn em cũng chả thêm chả bớt được. Đấy. Cái giá của nó thì nó rất là rẻ, giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái bộ sửa chữa như này. Đấy, hàng sẽ bao gồm cho các bác là một tay công này. Một tay công xoáy nhanh các bác nhá. Con này vừa là tay công vừa giúp xoáy nhanh được luôn. Đây. Các bác có thể lắp trực tiếp các cái đầu vít này vào. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, xoáy nhanh, đảo chiều, các kiểu con là điều đó luôn. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng là một cái con tay nối dài như này, con tay vít như này. Đấy, các bác lắp vào chưa? Mình sử dụng trực tiếp này. Đấy, dùng vít viếc này, rất là ok nhá. 130.000, ôi giời ôi luôn các bác nhá. Đó, chỉ có 130.000 thôi. Giá quá rẻ luôn, các bác có thể mua để mình sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình nhà mình. Đầu lục giác thì sẽ là từ 4 đến 14 này. Đầu vít thì nó sẽ có là vít cộng vít trừ đầy đủ nhá. Lục giác hoa thị này, tay công tay nối dài này. Và có cả tay ngoắt nghéo cho các bác luôn. Đấy, combo cho các bác. Giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho cái bộ này. Đấy, rất hợp lý thôi các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46. Giá sẽ là 130k. V46 này, 130.000 đây. Đấy, V46, V46, 130k. Siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau kính nhá. Đấy, một túi như này sẽ bao gồm cho bác là 10 chiếc, kích thước của nó là khoảng 35 x 35. Đó, giá thì sẽ là 50.000. Giấy này của nó thì chuyên dùng để lau kính, không để lại vết, thấm nước cực kỳ là tốt luôn. Đấy, chuyên lau kính, lau các cái bề mặt kính như là bếp từ, bếp ga, rồi các cái bề mặt kính như là cửa kính, nói chung là đa di năng luôn, bàn kính, các cái thứ mà liên quan đến đồ bóng các bác lau là không để lại vết cho em luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. 50.000 cho một bịch này bao gồm 10 chiếc, tính ra chỉ có 5.000 một chiếc thôi nhá. Lên cho em là giấy lau kính, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn quạt nhá. Đèn quạt thì sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả quạt tổng hợp ở đây luôn. Đó, cả đèn cả quạt tổng hợp ở đây. Thì các bác dùng nó rất là tiện đây, cả đèn cả quạt như này, rất là tiện luôn này. Đấy, kéo lên thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn. Đấy, và các bác có thể bật quạt trực tiếp được luôn. Đấy các bác này. Gió nó kêu ù ù này là các bác biết cái độ mạnh của nó rồi. Đó, dùng được đa di năng, cả đèn cả quạt luôn. Có tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Đây, đang sạc này các bác này, đang sạc đây em che cái tấm pin thì nó sẽ tối này, bỏ ra nó sẽ lại sáng này. Đó các bác thấy không? Đây.
Đấy, đây nhá, sáng trưng này. Đấy, che đi nó tối này. Đấy. Thì có cáp sạc cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi, có đầu cắm sạc này, cắm trực tiếp điện 220V. Cái quạt này các bác có thể dùng chạy liên tục cho em từ 3 đến 5 tiếng nhá. Lên cho em là đèn quạt này, đèn quạt giá sẽ là đèn quạt bão này, đèn quạt bão giá sẽ là 100k tròn nhá, 100k tròn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này 10 chiếc, em bán combo là từ 3 chiếc trở lên, 20.000 3 chiếc, và cả bịch này chỉ có 60.000 thôi cho 10 chiếc luôn. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Các bác có thể dùng để, thứ nhất là dùng để rửa mặt này, thứ hai là các bác dùng để vệ sinh này, lau nhà, lau cửa, lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế này. Mua cả bịch này luôn, mình dùng rất là nhiều chức năng. Tết nhất ăn cơm, ăn nước, ăn cỗ, ăn bàn, các bác có thể bỏ ra cho khách mình dùng, mỗi người một chiếc luôn, rất đẹp, rất tiện ích. Lau vừa sạch vừa vệ sinh. Đấy, bảo vệ môi trường. Lên cho em là khăn mặt nhá. 20k là bằng 3 chiếc và 60k là sẽ là bằng 10 cái nhá. 60.000 bằng 10 cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đây nó sẽ là 5 cái đĩa tròn như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Bỏ tranh cái đài với cái giấy cái đấy ra đây. Cái giấy lau dày. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này. Hàng khá là dày dẫn các nhá, khá là dày dẫn chứ không mỏng đâu. Đấy. 120.000 5 chiếc, như vậy là các bác sẽ có cho các bác em chiếc to nhất là 24 cm. Chiếc nhỏ nhất thì nó vào khoảng là 13 14 cm. Đó đây, 5 chiếc như này các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín được hết các bác nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn này. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 120k trên 5 cái đĩa như này. 2 năm là 10, như vậy là mất có 12.000 à. Đúng không nhỉ? Mất 20 mấy nghìn đấy. 20 mấy nghìn thôi, 22.000. 24.000 gì đấy các bác nhá. Đấy. Các bác lấy máy tính các bác chia cho nó nhanh, cho nó chính xác ra PPP bao nhiêu luôn, 3 phẩy bao nhiêu đấy. Thì em rút toán lắm các bác. Đấy. Thì 5 cái đĩa như này mà giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy. 22.500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con đài FM của Nhật nhá. Đấy. Con này thì hàng đời mới sẽ có thêm cho các bác cái tính năng là đồng hồ luôn nhá, tính năng đồng hồ. Tính năng đồng hồ và kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc như này. Hàng chạy bằng pin 18650, con này bên em đang bán là 30.000 một viên, có kèm cáp sạc đây. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đã có sẵn pin rồi, các bác sạc pin và mình dùng cho em. Mỗi lần sạc thì từ 2 đến 3 tiếng này. Đầu tiên các bác bật nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là để cho em chức năng là đài FM này. Con này nó có thể bắt MP3 rất là ngon luôn nhá. Các bác có thể dò để Bluetooth nhá. Sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%. Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo: đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135cm. Luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ. Đồng thời, không để trẻ ở lại một mình trên xe. Đó, đấy thì rất là đơn giản nha. Các bác vừa nãy được nghe đài lại còn vừa được nghe các cái thông tin mà em gửi đến các bác nhá. Đấy, bác nào đi ô tô thì cho các em nó thắt dây an toàn vào nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 260 cành. Ở đây các bác về tháo cái cao su thì ra cho em này. Cái cao su nó cản pin này. Đấy là đồng hồ chạy bình thường nhá. Rất đẹp này. Chiều dài thì khoảng 20cm. Chiều cao khoảng là 13-15cm. Và chiều rộng khoảng 10cm. Các cái phần kết nối bao gồm là cắm nghe nhạc này, USB thẻ nhớ này. Đấy, nghe đài này. Và các bác có thể dò trực tiếp để nghe MP3 và Bluetooth nhá. Nhưng em bán thì chức năng chính là đài thôi. Còn em giới thiệu nhắc nhỏ các bác là nghe Bluetooth cũng rất hay, nhưng mà em không có giới thiệu ở đây. Về nhà các bác tự dò, đến lúc các bác nhận đài các bác không dò được, các bác lại ý kiến nó mất công. Đấy, nhưng mà nghe hay lắm các bạn. Giá thì sẽ là 260.000, bên em bao ship đến tận nhà, bảo hành lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Sử dụng thoải mái, lỗi cái gì em đổi mới cho bác luôn. Lên cho em là đài FM Nhật nhá, đài FM Nhật này. Giá sẽ là 260 cành. Đấy, em vừa dò tiếng đài nghe nó hay như tiếng đài FM các bạn. Đó. Tiếp theo là bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Con này thì em bán rất là nhiều rồi, cuối năm rồi các bác mua về mà dùng. Nó rất là tiện.
Đấy, giặt giày nhiều mà giày nồm ẩm như này giặt là hỏng hết giày luôn. Đấy các bác dùng con giấy này cho em cho nó tiện nhá. Đó. Đây. Đấy, một cái tờ như này. Đấy, một bịch này thì từ 30 đến 40 tờ. Đấy, thấp nhất là được 30 tờ. Đấy, đây ví dụ cái dép nó đang bẩn như này nha, em mô phỏng em đánh đi cho các bác xem này. Đấy. Đây đôi dép bitit nghìn lỗ của em nhá, rất là bẩn như này, đây em sẽ đánh đi cho các bác xem này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất là bẩn luôn nhá. Các bác có thể xem để tời lại trước và sau video nhá. Đó. Đây. Thì các bác dùng một miếng này cho em này đánh này, sau đó thì nếu mà các bác nào có thời gian thì mình có thể để từ 3 đến 5 phút. Đấy, sau đó các bác đánh lại, còn nếu không các bác có thể đánh hoặc lau đi luôn cũng được. Thực ra thì nếu mà giày vải, giày riếc mà nó bị ướt một tí cũng không ảnh hưởng gì, nó sẽ khô thôi, chứ không phải là các bác ngâm nước, cho nên là cũng rất là ok thôi. Đó, các bác đánh sạch đi như này cho em. Sau đó thì mình dùng khăn khô mình lau đi cho em. Khăn khô mình lau đi cho em. Đó. Thám ra lấy anh cái khăn nào. Lấy cho anh đi. Đấy, dùng khăn khô mình lau đi cho em. Đấy, em mới đánh có khoảng 30 giây thôi nhá mà đã sáng bóng đẹp luôn. Đó. Thì sau đó các bác dùng khăn khô mình lau đi cho em. Đấy, sẽ sạch luôn coi nhá. Đấy, sạch luôn. Đây, đây các bác này. Đó. Thực tế luôn nhá, sử dụng thực tế luôn, không các bác cứ bảo mày cứ đưa video lên nó hiu hiu còn vượn. Đây. Đấy, hai chiếc khác nhau hoàn toàn các bác này. Đây. Đấy nhá, sáng bóng đẹp luôn. Các bác thấy chưa? Đó, sạch lên tới 80% luôn. Thì giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. Đấy, lên cho em là giấy lau giày 20k cho một hộp như này nhá. Và mua 3 hộp thì sẽ là 50.000, 3 bịch sẽ là 50.000. Tiếp theo thì cuối năm rồi, các bác dùng cái này để mình đánh tẩy xoong nồi đa di năng cho em luôn. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái dòng tẩy xanh nhá, tẩy xanh để chuyên tẩy xoong nồi các bạn. Con này tiện lắm, về nhà các bác xoong nồi hoặc là vành bánh ô tô, thân ô tô bị bẩn bị chảy xước các bác đánh lên cho em là hết luôn. Đây. Đây nó sẽ là thuộc cái dạng là kem như này, kem như này các bác bôi cho nó ướt ướt đồ cho nó, thì các bác đánh cho xoa lên đều lên, sau đó thì các bác đánh đi theo là xong. Giá sẽ là 25k nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh 25.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy xong đấy, rồi. Rất là tiện luôn nha. Đấy, cuối năm thì bên shop về cho bác cái lô mũ các bác này. Đấy, mũ nồi rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 100.000 các bạn. Đây, các bác có thể mở ra như này. Đấy, em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì giá rất là hợp, có thể đội lên trực tiếp này. Đấy, anh em thấy chưa, các bác thấy chưa? Nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, các bác có thể cho ôm tai hoặc là cho gập lên như này. Đây. Đấy thì cũng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các bác nhé. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây, em đang tuổi 30 mà em đội vào nó giống như là tuổi 60 luôn các bác nhé. Đó, đây, các bác thấy chưa? Rất chất chơi luôn. Đó, ngoài ra thì các bác có thể là mở cái phần này ra, trời rét thì mở cái phần này ra cho em, để mình cụp nó xuống này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá, che hết vành tai luôn, cực kỳ là ấm luôn nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con mũ này thôi. Chất liệu của nó thì rất là mềm nhá, da rất là mềm. Đấy, dùng thì rất là thích. Giá cả hợp lý cho các bác sử dụng. Đấy, giá rất hợp lý thôi, chỉ có 100.000 cho con mũ nồi này thôi nhá. Rồi, xin chào các bác.